Mumeri, hệ thống sản phẩm mẹ và bé cao cấp thuộc Kingo Group. Tuần này, lần đầu tiên Nala lộ diện thực phẩm thứ 6. Mục đích của em lên đây là chỉ muốn cho mọi người biết là em đang độc thân thôi. Thế cưng ghê anh. Tuấn nó có 6 tuổi rưỡi thôi. Thì nói vậy sao mà có cơ hội thục được. Về rồi nó dạy cho cách thục. Liệu nữ chính có dễ dàng tìm được hạnh phúc nhờ sự tin tưởng của ban cố vấn hay lại rơi vào bất ổn? Anh, nhìn em cái. Tôi thấy hơi mệt mệt nhẹ rồi đó. Thường á, mà một người mà không dám nhìn thẳng mặt em 6 giây á thì người ta ngại. Anh nhìn thẳng mặt em 4 giây thôi. Không nhìn em 4 giây là độc thân. Nhìn tới 6 giây là đã có chủ. Còn nhìn em 15 giây là màu tím. Em nhìn như mặt anh 6 giây nè. Em đừng nhìn cái kiểu đòi nợ đó. Và ngay bây giờ, hát thật to tên người không thể thiếu, MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người ấy là ai? Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người ấy là ai do Vion và V-Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào 20 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2, V-Channel và V-Giải trí, và đồng thời được phát trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Mirinda. Mirinda vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt thơm béo, ngon xoắn lưỡi. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mumeri, hệ thống sản phẩm mẹ và bé cao cấp thuộc Thingo Group. Quý vị và các bạn hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion về để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn người ấy là ai. Chúng ta sẽ cùng nhau view VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây những nam thanh nữ tú, những gương mặt được gọi là có ngạnh nhất của showbiz Việt. Tôi cực kỳ áp lực khi tham gia số này, tôi đã phải nhịn đói từ sáng đến giờ để có thể ngồi kế và không có khoảng cách quá xa với họ. Bởi vì đây là những người siêu gầy và đẹp. Thưa quý vị, xin giới thiệu diễn viên Diễm My. Nam diễn viên nam thần Tuấn Trần. Diễn viên nam thần thứ hai thì quý vị Liên Bình Phát. Vâng, và một diễn viên nam bình thường thưa quý vị, vui vẻ lắm, Mạc Văn Khoa. Vâng, anh đã cố gắng để kiếm một chữ nào đó thế vô chữ nam thần, anh kiếm chưa ra. Dạ, những người đẹp thật thì hay khiêm tốn anh ạ. Đẹp thật thì hay khiêm tốn anh ạ. Em cũng không muốn anh nói ra. Dạ. Anh Thành ơi, em có thể đổi vị trí ngồi chính giữa được không anh? Chứ ngồi đây em áp lực quá. Không sao em ạ, phụ nữ cũng ngồi gần nhau để biết đâu cô gái mà có cần cái gì đó em nắm tay lại được. Chứ ngồi kế bên Khoa mới lập gia đình, làm sao con bé nắm, đúng không ạ? Rồi nếu mà nó ngồi kế Tuấn Trần hay Liên Bình Phát, con bé nắm về luôn, đâu theo trên người thế này, đúng không mấy em? Phát, dạo này mọi thứ thế nào? Dạ, Phát vẫn đang tồn tại trong một cái vũ trụ như thế này chung với là mọi người. Hình như là cuộc sống vẫn cư xử ngược đãi với em phải không Phát? Em vẫn không bình thường được như mọi người. Ý em muốn nói đây là trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố, con người ta ai cũng phải đi lên về phía trước. Có đôi lúc mình đứng lại một chút xíu để mình nhìn dòng người lướt qua.
cái cách phát nói chuyện ấy, em nhìn giống như là cái bác trưởng họ em bữa phát biểu như đám cưới em ấy. Anh cũng cảm giác vậy em. Hôm nay thì với những cái kinh nghiệm của những người đang độc thân, hy vọng là sẽ tư vấn được cho khách mời. Phát ơi, anh cũng đang thắc mắc là có kinh nghiệm tại sao độc thân ạ? Dạ, cái kinh nghiệm của mình đó anh Thành, nó tích lũy qua khoảng 30 mấy năm. Wow, 32 năm rồi. Em còn ngần ấy thời gian để tích lũy kinh nghiệm hả? Dạ. Với những dạng kinh nghiệm mà được giấu lâu cỡ đó thì nên giấu luôn em ạ. Còn bây giờ anh đang rất muốn biết gu của Liên Bình Phát là gì? Tại vì chúng tôi đã lâu không thấy anh có người yêu, chúng tôi nghi ngờ rất nhiều. Gu của Phát thì nó hướng về bên trong tâm hồn một chút xíu. Phát nghĩ sao về cô gái ngồi kế bên cạnh mình? Diễm My hả anh? Dạ, đúng rồi. Ôi, bao nhiêu chàng trai mơ ước. Em phải đang gửi hồ sơ đằng xa đó. Không, chắc chắn rồi, anh chỉ hỏi vậy thôi làm sao tới em dạ. được. Hai mình vô là không ai nói với ai không? Em phải có một cái người nào đó giống như anh Phát nhưng mà nó sôi nổi hơn một chút. Vậy em nghĩ sao về chàng trai ngồi bên cạnh? Em mắc cỡ em không dám nói. Hình như có vẻ là rất là ngon ăn vừa miệng phải không? Tại sao lại đỏ mặt? Em cũng không biết nữa nhưng mà... Chết rồi, hôm nay nữ chính là ai vậy thưa quý vị? Em thấy My đã có những cái động tác không có thể control được. Lần đầu tiên em bối rối. Nói chung là em phải nói chuyện nhiều với Tuấn em mới hiểu được Tuấn nhiều hơn. Thế Tuấn nói cho My biết là gu chọn bạn gái của Tuấn là gì đi. Bởi vì chúng tôi thấy Tuấn lâu lắm rồi cũng chưa có người yêu à. Tuấn thì ai cũng được hết, tới Tuấn thì Tuấn tới thôi. Ai cũng được hả? Em có thể ngồi ghế này được không anh? Em muốn làm nữ chính của chương trình hả? Mình lướt đi anh. Anh Phát có gì muốn nói anh Phát? Không, Khúc cái đang vui mà. Dạ không, dạ không, dạ không. Nó, mày nói. Mục đích của em lên đây duy nhất là chỉ muốn cho mọi người biết là em đang độc thân thôi, chứ không gì hết đó. Em cũng đăng ký là em đứng chợn á, mà tự nhiên ở chợn hết chỗ rồi em mới xuống ngồi đây á. Biết đâu nhiều khi một lát nữa nữ chính mà chọn không đúng thì Tuấn Trần lên ứng cử vậy thôi. Thôi hãy để cho Khoa đi, là người đàn ông chín chắn đã lập gia đình. Em nói gì về màu sắc của hôn nhân, em thấy nó thế nào? Bây giờ mới giống đoạn của bác trưởng họ nè. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bà con cô bác, kính thưa anh Thành, kính thưa tất cả quý vị khán giả. Cuộc sống của chúng ta ấy, lúc đầu sinh ra là một em bé. Không, cuộc sống của em đi, không cần của chúng ta. Em muốn cuộc sống của anh để em tự lo, anh không cần em phải giới thiệu. Dạ. Cuộc sống của em cũng là cuộc sống của chúng ta. Sau này lớn lên sẽ có đôi có cặp, người ta gọi là tình yêu. Và tới cái lúc chín muồi đó là kết hôn. Và... Khoa, ngày xưa cô giáo dạy văn có viết vào giấy là lạc đề không? Không, cái này đúng đề anh ạ. À đúng đề hả? Dạ dạ, thì em cũng mới làm đám cưới xong thì em cảm nhận rất ổn ạ. Đối với em thì vợ cũng là người yêu và cũng là người mẹ luôn. Và có một em bé rồi ạ, vui lắm anh ạ. Có nghĩa là bây giờ vợ em ở nhà là vừa được làm mẹ của con em và vừa dạ. được làm mẹ của em. Không, ý là em yêu thương á. Dạ. Ồ thì đúng dạ. rồi. Và em cảm thấy là mình đã làm tròn được trách nhiệm của một người đàn ông, một người chồng rồi. Em sẽ cố gắng để lúc nào sẽ làm tròn hơn, cho vợ em cũng sẽ có một bờ vai vững chắc để tựa vào ạ. Thôi mình làm tròn trách nhiệm thôi, mình đừng làm vợ mình tròn hơn. Đúng không ạ? Nhưng mà khi làm bố có bận hơn so với trước khi làm bố không? Dạ thì lúc mà vợ em chưa đẻ thì em 28 tuổi. Nhưng mà sau khi đẻ xong con em khóc một cái thì em lên 35 tuổi anh ạ. Ai có con rồi thì sẽ hiểu. Và nói chung là mình mệt nhưng mà mệt trong sung sướng anh ạ. Chúc em và vợ luôn luôn hạnh phúc nha. Thưa quý vị, nữ chính của chúng tôi sẽ bước ra đây thật lộng lẫy. Bạn ấy là ai? Mời xem clip. Ồ,
chào mọi người, mình là Khánh Tiên. Hiện tại mình là một diễn viên, ca sĩ và đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Niềm vui của mình mỗi ngày tỉnh dậy đó là được đắm chìm trong những vai diễn cũng như là được sống trong cuộc đời của các nhân vật khác nhau. Nhưng có lẽ đam mê diễn xuất đôi khi lại khiến cho mình phải diễn với cả cảm xúc, diễn với cả những nỗi buồn của bản thân. Mình không đến với anh từ những rung động đầu tiên, nhưng mà chính vì bởi sự chân thành đã chinh phục mình theo thời gian mà mình cũng không hề hay biết. Vậy mà mối quan hệ này tưởng chừng tốt hơn thì cuối cùng lại trở thành một sợi dây trói buộc, buộc mình phải là người sai, buộc mình phải giả vờ trong hạnh phúc. Tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã buông tay mà vẫn nhớ, rồi từ mơ chỉ là mơ, yêu đã tan rồi mà lối thoát tìm không thấy giờ ngồi đây. Ai khóc nỗi đau này. Rồi cho đến một ngày, anh ấy cảm nhận là người phụ nữ của mình sắp rời xa khỏi vòng tay, thì anh ấy bắt buộc tranh giành cho bằng được, bằng bản năng vốn có của một người đàn ông. Nhưng thay vì dùng bản lĩnh để đối mặt, thì anh ấy luôn tự làm đau chính bản thân mình, như là cách thỏa thuận với sự hòa giải. Anh không phải là một ảo thuật gia, nhưng mà rất giỏi trong việc dịch chuyển sự dây dứt của mình sang cho người khác. Trong mối quan hệ này thì mình nghĩ là chắc là mình cũng đã thể hiện sai cách, nên người đàn ông của mình mới có những hành động như thế. Nhưng mình tin sẽ có một ngày mình sẽ ngồi lại để nói về tình yêu bằng cảm xúc chân thật nhất, nhưng mà với một người phù hợp hơn. Khánh Tiên của ngày hôm nay đã là một phiên bản trưởng thành, nhưng mà chỉ trưởng thành một nửa thôi. Một nửa còn lại thì Tiên vẫn cần một người đàn ông có thể che chở, bảo vệ cho Tiên. Bạn cố vấn ơi, hãy giúp Tiên tìm ra người đàn ông đó nhé. Và chúng ta hãy cùng gặp gỡ nữ chính của chương trình, Khánh Tiên. Cá tính. Chào em. Dạ. Em xin chào anh Thành, xin chào các anh chị bên ban cố vấn và tất cả các khán giả đang có mặt ngày hôm nay và trên truyền hình ạ. Em tên là Khánh Tiên, hiện tại em đang là diễn viên và ca sĩ tự do. Anh thấy trong cái đoạn clip em chia sẻ có vẻ em còn trách cứ bạn kia chút xíu thì phải. Thật ra em sợ, em ám ảnh tới giờ chứ em không trách. Em dùng đến mức độ ám ảnh thì có nghĩa là cái trải nghiệm của em là một trải nghiệm khá là xấu. Tụi em quen biết nhau là qua từ gia đình. Lúc đầu gặp thì anh ấy không phải gu em, nhưng mà anh ấy thích em từ ban đầu và có tỏ tình. Em là một người tập trung cho công việc, em cũng không quan tâm. Nhưng mà theo thời gian anh ấy tìm một cái công việc để làm cùng với em, tăng thêm cái cơ hội, quan tâm, qua xin phép ba mẹ đưa đón. Ba mẹ cũng thấy tử tế với nói vô. Thì chính vì cái nói vô đó thì sẽ nghe mỗi ngày và ngã vào anh ấy lúc nào không hay luôn. Nhưng mà em nhớ có lần là em thử ảnh. Em nói là nếu anh quen em á thì em sẽ không bao giờ đáp ứng những cái nhu cầu đàn ông của anh. Nhu cầu đàn ông? Tại sao em không đáp ứng được cho người ta? Thì anh là mối tình đầu của em và em cũng khó tin trong tình yêu nên em thử. Cái xong rồi anh nói là anh thích em thiệt nên anh rất là tôn trọng những cái suy nghĩ của em. Và thật sự đến giờ anh hứa sao anh làm y chang vậy nên là tụi em vẫn chưa gì hết. Thì cuối cùng anh ta đang tôn trọng em đó, thì cái vấn đề gì với em? Những lúc mà mâu thuẫn á, thì em chọn cách là em im lặng hoặc là em bỏ đi. Nhưng mà ảnh thì không. Ảnh luôn chọn cách tự làm đau bản thân của mình để khiến cho em phải nói chuyện lại và quan tâm lại. Những điều nào mà nguy hiểm nhất mà anh ấy từng làm là gì? Lần đầu tiên là em biết
cái tính ảnh luôn là em không nói chuyện á, là ảnh đục thẳng tay vào tường mà ba cái đốt xương này của ảnh nó mớp xuống luôn. Em nhói tim thật sự vì em cảm được cái độ điên đó. Anh hiểu mà. Xong em nghĩ là em là người sai rồi nên là ảnh mới phản ứng vậy. Em tự nói chuyện là em xoa dịu xong rồi quề xong rồi cái chuyện này cũng 7-8 lần. Cho đến cái đỉnh điểm á, thấy sợ lắm rồi đó, là đi trên xe ô tô á, cũng mâu thuẫn cái gì đó em không nhớ. Em bực quá, em kêu là anh tấp xe vô lề đi cho em đi tự về. Thì ảnh cũng nghe lời em tấp xe vô lề. Cái ảnh mới nói là em bước xuống đi. Em bước xuống đi rồi anh tông thẳng cái xe này lên phía trước luôn. Anh nói như anh có làm không? Em cũng nhấp nhấp. Cái anh cũng gạt thắng rồi, anh cũng vô tư thế luôn. Em nói thật, cái xong rồi lúc em quá sợ cái em ngồi xuống luôn. Em cũng không muốn cái người yêu mình có vấn đề gì, tại vì phía trước là xe tải chở hàng á. Và sau đó em nói thôi anh nói chuyện lại, và cứ mỗi lần như vậy em cảm thấy em hèn cực kỳ luôn á. Cũng chính vì cái tính đó, theo thời gian em cảm thấy không an toàn khi ở bên anh ấy. Cái lúc đó anh ấy phản ứng như thế nào trước lời đề nghị chia tay đó? Dạ em không nói lời chia tay, mà em chọn cách im lặng và bớt quan tâm, tập trung vào công việc. Dần dần anh ấy hiểu, và cái cách anh ấy đến với em bất ngờ và nhẹ nhàng như thế nào thì em với anh ấy vẫn ra đi nhẹ nhàng như vậy luôn. Tới bây giờ anh còn liên lạc với em không? Không luôn à? Cái mối tình đó của em á là trong vòng bao lâu vậy? Dạ gần 2 năm. Khi mà anh đến với em là anh cực kỳ tử tế và dễ thương lắm luôn á, tại anh là tình đầu của em mà. Em ngồi em suy nghĩ lại, cái ức chế đó là đến từ bản chất của ảnh hay một phần nó có sự đóng góp bởi cái sự bướng bỉnh của em? Sau những cái lần mà ảnh tự làm đau bản thân á, tối em ngủ không được, em nghĩ là do em. Nhưng mà cho đến bây giờ em nghĩ là bản chất. Vì ảnh làm đau ảnh như vậy á, em cũng đau lòng lắm. Một phần em thấy là nhiều người có những cái biểu hiện như vậy là do bản thân họ muốn cái người đối phương quan tâm mình đó. Chắc chắn anh ta là một người rất thèm được yêu thương, cho nên anh ta thương người ta thương nhiều lắm. Mà khi mọi thứ xảy ra không đúng như họ mong muốn, họ không biết cách để giải quyết nó, thì họ phải làm những cái điều dại dột như vậy. Bạn trai của em á, khi mà em làm cái gì đó sai, tức là ảnh rất là điên, muốn nói liền ngay lập tức, nhưng mà ảnh là một người rất hay, tức là ảnh giữ đó và ảnh suy nghĩ, ảnh chắt lọc xem cuối cùng là nên nói những gì và không nên nói những gì để cho mình đừng có bị đau lòng. Thì những người như vậy thường là những người hay giữ vào bên trong, và có thể là bạn trai của em giữ lâu quá tới một cái mức mà ảnh không chịu nổi nữa, thì lúc đó là ảnh xả. Bạn trai của My sẽ có thể xả, nhưng nó sẽ xả trong một trận nào đó thật lớn. Còn bạn trai của em là lần nào cũng xả, thì có nghĩa là đôi khi đó là do một cái tính cách, và anh ta cần tìm một người nào đó để không làm cho những cái cơn thịnh nộ đó nó trở lại với anh ta. Còn em phải đi gặp một cái ông đàn ông nào đó xếp em lại một chút xíu, tại vì em có vẻ là hơi cá tính quá. Như anh nói, có những cái mà người ta không nên chịu đựng thì đừng bắt người ta chịu đựng. Đừng đùa với dao rồi bảo rằng dao bén mà mình đứt tay. Hãy dùng dao để cắt bánh kem cho nó ngọt ngào, đúng không? Dạ, cảm ơn anh Hằng. Cảm ơn em. Bây giờ thì em đã thật sự là free và thoải mái đi bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, em sẵn sàng à anh Hằng. Cái gu bạn trai của em là người như thế nào nè? Dạ, chắc giờ tất cả gom lại thành hai từ thôi. Đàn ông. Đàn ông. Ở đây em thấy ba người, ai là gu em? Nếu em muốn ăn bún đậu thì qua đây. Con người anh ấy có làm em rung động hay không? Đúng rồi, vậy đấy. Cảm giác. À, đây là cái gu đàn ông lạnh lùng vận động nha. Có thể chạy bộ với em hàng đêm. Còn nếu em gu em thích cá tính hơn, em thích đá banh luôn thì em qua đây. Người đàn ông này có thể dắt em ra sân bóng. Nhưng mà cái người đàn ông này cũng có những cái hành động giống người yêu cũ. Sợ quá. Em cứ thấy ai mà lúng tay vô thì mình có cái ám ảnh đúng em không ạ? Em sợ nó móp tay vô. Ok, anh sẽ kiếm cho em một người đàn ông không đấm tay vào tường. Okay. Cái đó là anh Thành bắt Tuấn làm thôi, do Tuấn là bản thân không có làm vậy. Dạ, tôi bắt người ta diễn phân đoạn đó, tôi không bắt diễn viên tự hủy diệt bản thân mình à. Dạ vâng, xin cảm ơn mọi người. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau nghỉ giải lao vài phút trước khi gặp gỡ dàn siêu phẩm của chương trình. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Người ấy là ai?
Quý vị và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Và bây giờ sẽ là dạng siêu phẩm của chương trình. Xin giới thiệu Mr. B. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đã làm ra. Không cần em ơi, không sẽ bị lớn choáng. Không cần vũ khí và không cần cung tên. Hey, chịu một ánh mắt cũng làm em hùng lên. Anh thấy rồi xét có ai còn độc thân. Kẻ tấm lạc từ người thì đủ tên. Wow. Đây là cuộc chơi người không sẽ có đủ. Xin giới thiệu Duy Long. Xin giới thiệu Thiên Phú. Đi hơi nhấp nhả nhỉ. Nó đó. Xin giới thiệu Trụ Nguyễn. Xin giới thiệu Thừa Anh. Và đây là dàn siêu phẩm của chương trình. Sơn Hào Hải Vị. Em thấy chúng sao? Tôi chỉ vừa show ra một thực đơn gọi là nem công chả phượng. Không biết em có vừa ăn không? Dạ, để ăn thì mới biết. Con bé này thật là wow. Tôi thấy là anh nào cũng sáng sủa, tươi ngon hết trơn. Dạ. Ok, chúng ta sẽ đến ngay với anh đầu tiên. Hãy xem Mr. B là một người như thế nào. Những cú nhấp của anh luôn trơn tru, mượt mà và thẳng theo hướng nhắm. Độc thân. Trên cuộc chơi, anh đánh gục tất cả. Dưới tình trường, anh gục ngã trước em. Chào em, anh là Hoàng Bách. Là một ca sĩ, nhưng anh không hát chuyện chàng cô đơn. Mà anh hát làm cục cưng không bé ơi. Anh cùng em tình tăng tính tình. Về nhà anh lo bé ơi. Anh mà yêu là yêu hết mình. Phải làm sao để nói ra. Em gì ơi này em gì ơi. Nhìn về anh đi bé ơi. Hey, yeah. Hát hay quá. Rốt cuộc trái tim anh lại thứ phản chủ ở trong người mình, nhưng lại rung động vì một người xa lạ. Ca sĩ thì cần cảm xúc để hát, còn giờ thì anh cần em để viết lên chuyện tình. Anh sẽ yêu em như một bản nhạc lo-fi. Biệt danh của anh là Mr. B, nhưng em có thể gọi anh là mặt trời. Vì yêu anh là em sáng suốt. Wow. Hay quá. Các cô biên tập bây giờ đào ở đâu mấy cái câu nói mà kinh dị thiệt chứ. Anh là mặt trời, yêu anh là em sáng suốt luôn. Xong đó em là mặt trời, yêu anh là em cháy nắng. Mọi người thấy sao về mặt trời? Khoa thấy sao em? Em thấy đây là một chàng trai rất ngôn tình anh à. Nói chung là thở ra một cái là văn thơ, thở ra một cái là có sự lãng mạn. Em không nghĩ oxy là do biên tập nó bơm mà. Không, nếu mà một người bơm ấy học thì nói nó không toát được ra cái vẻ thần thái anh.
Có nghĩa là chữ là người ta cho, nhưng mà cái nét đúng rồi. Và đặc biệt là rất là đàn ông nữa, cái giọng rất là trầm ấm. Ca sĩ mà. Đúng rồi, hát hay nữa. Sao lại có một người đàn ông hoàn hảo thế nhỉ? Không mấy giờ không lẽ gì ở đây có không? Khi nào mới vòng một thôi là mình chốt luôn không hả? Này, mình cho một câu công bằng nhé. Đây bây giờ cô này nếu mà nhìn là từ xa thì trông rất xinh đẹp, là diễn viên đúng không? Nhưng mà nếu như mà ai nhìn vào thấy bảo rằng ơ cô này quá tốt thì không lẽ là cô này là có chủ à? Không, hôm nay cô ấy vẫn độc thân và đến đây tìm một người đúng không? Ví dụ anh nhìn em sao anh? Em á hả? Từ lâu rồi anh không nhìn em. Em thấy cuối cùng là màu đỏ hay màu xanh? Tím là không rồi đúng không? Tím là không rồi, nhưng mà em đang phân vân là khả năng là đã có chủ rồi. Em được quyền. Em nghĩ là đã có chủ rồi. Đấy là lắc đầu nhẹ chứ đấy. Điều đấy, đây là điều, điều đấy. Ừ. Giờ anh nhìn em là Tuấn, theo em thì bạn này sao? Em nãy giờ em để ý cái cách bạn tỏ tình đó, kiểu em có được rất nhiều hành trang cho bản thân mình luôn á. À, em đi học chiêu của người ta đó hả? Dạ đúng rồi anh, đáng lẽ là em đứng ở đó mà tại vì hết chỗ em mới ngồi ở đây mà. Tuấn ơi, có như là chương trình mời em tới là để bàn về anh này cho cô ta hiểu, chứ phải mời em tới để học. Em thấy tay của anh dịnh đây rất là chắc, và cái cách cầm cơ của anh rất là chắc. Nó không phải là dân mới biết chơi bida, nó phải là một người chơi bida rất là lâu rồi đúng không anh? Là thục bách phát bách trúng đó. Dạ đúng rồi, thì không thể nào anh đang độc thân được, chắc chắn là anh đã có chủ rồi. Tại vì bản thân em chưa bao giờ có cơ hội để thục. Không, thực sự ngồi kế Tuấn em thấy Tuấn dễ thương kinh khủng luôn á. Trẻ con lắm em, đáng yêu lắm. Nhìn ở ngoài bệ vệ nhìn tưởng đàn ông nhưng thật ra là baby boy. Nè anh nói em nghe nè My, Tuấn nó có 6 tuổi rưỡi thôi. Nó cưng lắm. Em ơi, em mà về là em giáo dục nó lại từ đầu đó, em tin anh đi. Tôi không biết là từ đây đến cuối chương trình em có chọn được ai không, chứ hai đứa nó chọn nhau đó. Tôi nói thiệt em luôn á, tôi thấy có một cái gì đó, là có một cái tia lửa điện ở đây rồi đó. Giờ cái bảng giùm cái đi cho đỡ mất thời gian tôi anh ơi. Wow, cảm ơn màu đỏ phát trải nghiệm nè. Dạ, khi mà xem cái video của anh chàng này á thì phải có một cái niềm tin rất lớn. Anh này nha là một người đàn ông còn độc thân và không có thời gian dành cho cô gái của mình, mà chỉ có thời gian để dành tìm hiểu rất nhiều cô gái. Bởi vì sưu tập rất là nhiều những câu thả thính đào hoa. Nhưng mà một cái lý do mà em quyết định giơ cái bảng màu xanh này cho anh chàng này là em có biết một cái bí mật của anh chàng này. Tại vì lúc nãy tự nhiên mở cửa ra em rất bất ngờ. Ê, nói đi. Cái bí mật này sẽ được bật mí hay nhất vào phút cuối cùng. Hay vậy ta. Phát ơi, em đưa trailer ra hơi bị hấp dẫn nha Phát nha. Ê, có người nào ảnh là bộ cũ của anh không? Bộ cũ chưa lập thân hả? Đúng, anh cũng hết rồi, nhiều khi Tuấn nói cũng có vẻ có đi. Hồi nãy em thấy anh này bước ra, anh kiểu anh ướng người ghê lắm. Trong ánh mắt của Phát là có sự long lanh và nó nhớ về những cái miền ký ức nó không được đẹp cho lắm rồi. Đó, thấy chưa? Nè, bình thường anh cười nãy anh đâu có che miệng đâu, giờ anh cười anh che miệng là sao? Phát đến đây với vai trò là cố gắng đưa ra những cái góc nhìn khách quan nhất của mình để mà giúp cho bạn tìm được một cái người đàn ông. Như bạn nói, bạn không có một cái tiêu chuẩn gì hết đúng không? Em có cảm giác anh này nói chuyện với nữ chính, anh bị quạo nữ chính giống như kiểu tình địch đó anh. Anh hiểu không? Phát, sao em cọc quá vậy Phát? Không phải. Em tư vấn mà em cọc quá, em chửi người ta không vậy? Anh làm gì anh cọc vậy? Không phải, anh xin lỗi. Không, em xin lỗi. Tại vì do cái phong cách của anh, khi mà anh nói chuyện á, anh rất là tâm huyết vào cái lời nói á, nó bị mạnh. Không thiệt, thấy trưởng tộc dữ quá. Tao những mới hỏi con câu chữ nhỏ quá trời chữ. Diễm My, hồi nãy em cũng em cũng có một bí mật hả? Thực sự là em nhớ ra là bạn này rất là quen, bởi vì bạn có tham gia một số chương trình thi hát thì phải. Chết rồi, Diễm My cũng thấy rồi hả? Và em nghĩ là bạn này độc thân, tại vì với tất cả những cái tài năng đó thì bạn ấy cần tỏa sáng hơn trong sự nghiệp của mình hơn là tìm bạn gái. Đồng ý, chọn màu đi ạ. Đây. Rồi, quý vị chọn màu gì ạ?
tỷ lệ độc thân rất cao. Chúng ta đến với anh chàng số 2. My sweat, my shoes, my hair, my. Mà anh có rảnh thì mình đi chơi. Chào em, anh là Trần Thiên Phú. Trước đây, anh là tiếp viên hàng không của hãng Avon Express ở Lithuania. Good evening, ladies and gentlemen. We would like to welcome you on board our aircraft for the flight to Hanoi. Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Philippines và Malaysia đều là những nơi mà anh đã từng đi qua. Anh cực kỳ thích du lịch nước ngoài, nhưng gu của anh chỉ là châu Á và là em á. Hiện tại, anh là một chuyên viên đối ngoại trong lĩnh vực giáo dục của tập đoàn Major Education. Anh có một niềm đam mê với việc học hành, đặc biệt là học ngôn ngữ mới. Nhưng giờ tiếng mà anh mong muốn hiểu nhất là tiếng lòng em. Sao hay nhờ? Sao nói được mấy câu đó hay nhờ? Em à, sau rất nhiều năm thì hôm nay lòng anh bỗng rung động. Chắc là liệu do ai? Gặp em rồi anh mới biết, hẳn là lại do yêu. Cho anh cơ hội em nhé. Liệu do ai là lại do yêu? Wow, các cô biên tập thật văn học. Wow, anh này cuối cùng là người gì nhỉ? Đâu phải người Việt nhỉ? Tôi cũng không biết phải người Việt không hay là có gốc người nước ngoài không. Ta sẽ tiếng Việt mà nói vấp. Anh ấy nói là anh có làm tiếp viên ở nước ngoài gì đấy. Có khi nào anh hồi hộp á anh? Hồi hộp tỏ tình á, giống như em bình thường em đứng với một người em thích là kiểu em không nói được luôn á. Ừ thì không nói được là do em thôi. Tại vì bây giờ đứng kế bên người em không yêu em cũng có nói được đâu. Vấn đề là nói chuyện hơi ngập ngừng, cái phát âm của anh cũng hơi là lạ. Cái mặt này cũng không thuần Việt luôn. Và cái chân mày của anh cũng không phải chân mày Việt Nam. Đi, lên coi. Ồ, chân mày này có cạo nha. Cạo nha. Dạ không ạ, đó là tỉa và dạ vâng. Gốc tỉa hay gốc xăm anh? Anh nghĩ là đôi khi bạn đi gội đầu, cái quên nằm ngủ là con bé nó đè ra nó cạo luôn. À. Ừ, đôi khi đó là một trận gội đầu thôi Khoa. Không, lắc đầu, lắc đầu. Không có. Người ta lắc đầu chứ mày natural. Natural nè. Nhưng mà em có cảm giác là anh này rất là dịu dàng, ấm áp. Có cảm giác như là anh là một người rất là thích chăm sóc gia đình. Em nghĩ là vậy anh. Không biết sao em có cảm giác liền luôn á. Con bé nó nói mà nghe tưởng đàn ông ấm áp, cái nó đưa màu tím mà tôi muốn chết luôn vậy đó. Lúc nãy mình thấy là trong cái video á, ảnh dành nhiều thời gian cho cái việc là ảnh đầu tư về những cái gì nó về tri thức nhiều hơn là những cái thể chất. Đọc sách này mà kia. Mà công việc là một tiếp viên hàng không, nhưng mà trong cái quá trình mà anh ta nói á, thì mình thấy đúng là mình thấy được cái sự nó không có được chân chu. Dạ. Thì nó cũng là một cái mâu thuẫn nha. Bởi vì tiếp viên hàng không là anh nói nó không phải thức, rõ ràng, đúng, chuẩn xác. Nhưng mà xác. Có một cái câu mà anh ấy thả thính nó khác với cái anh đầu tiên á. Là anh này em thấy là thả thính chưa có được gọi là mượt thuần thục lắm. Anh ấy được người ta thả thính nhiều hơn. Em nghĩ là vậy. Chứ không phải là anh ấy đi thả thính người khác, đúng không ạ? À? Sao anh này anh cũng đánh bida ta, vậy cuối cùng có phải là đã có chủ không? Nhiều khi cái bàn bida đó làm bữa quay chung với anh này, cái cùng bối cảnh biên tập đè ra quay chung kiểu vậy. Anh. Nhìn em cái. Cái gì? Thường á, mà một người mà không dám nhìn thẳng mặt em 6 giây á, thì người ta ngại. Nãy anh này có nhìn qua em 6 giây chưa? Nhìn qua 6 giây cũng nghĩa là anh không có ngại. Khúc đầu là em nghĩ anh vậy nè. Không phải đâu, anh nhìn lâu như vậy tụi em khùng đó, em hiểu không? Tuấn nó làm như nó đẹp lắm á. Kiểu là nhìn mình không được 6 giây cái ngại đồ. Trời đất ơi, tự tin quá đi thôi. Độc thân hả? Không, thật ra là nếu mà đánh giá một người qua vẻ bề ngoài á, thì nó hơi bị sổ sàng quá. Nhưng mà cảm giác thôi. Xin lỗi anh nếu mà có sai nha. Các bạn ấy đến đây thì các bạn ấy vui vẻ với mọi lời nhận xét mà không sao cả. Khoa thấy sao em? Anh nhìn thẳng mặt em 4 giây thôi. Không nhìn anh ạ. Nó không cho một giây luôn. Tức thiệt. Nhìn xuống đất luôn. Trời ơi. Chứng tỏ là độc thân anh ạ. Không dám nhìn thẳng vào mặt em là độc thân. Ủa cái lý luận gì kỳ vậy? Ủa, sao vậy?
Bởi vì nhìn thẳng là sợ sẽ qua màu tím. Em có một cái sức hút ghê lắm anh. Anh phải tin em. Khoa, tới bao giờ em mới ngưng tin chuyện đó là có thật? Không, em thật mà. Không nhìn em 4 giây là độc thân, nhìn tới 6 giây là đã có chủ, còn nhìn em 15 giây là màu tím. Rất nhiều trường hợp rồi. Không, bây giờ cho em đổi qua đây được không anh? Tại vì nãy giờ em thấy bạn ấy nhìn nữ chính hơi lâu. Ok, ý kiến của mọi người thôi. Còn khán giả thì sao? Vẫn có 31% LGBT, tỷ số tia cực tím khá cao. Anh chàng số 3 nãy đi ra có vẻ được hú hét nhiều. Anh ta là ai mà được hú dữ vậy? Người ta thường bảo có thừa còn hơn thiếu, vậy nên có anh sẽ tốt hơn là thiếu anh. Rồi. Anh là thừa, Tuấn Anh. Wow. Hiện tại anh là một diễn viên, nhưng song hành cùng đó thì anh đang thử sức với lĩnh vực làm phim. Thứ anh luôn đong đầy là cảm xúc, và thứ anh muốn tạo ra cũng là cảm xúc. Anh rất thích chơi cờ, bởi vì trên bàn cờ, nhà vua luôn song hành cùng hoàng hậu và làm tất cả mọi thứ. Người thành công luôn có lối đi riêng. Và lối đi của anh là làm đổ hết tất cả các quân cờ còn lại để đứng ở bên cạnh em. Tiếc là anh không phải là quân vua, nhưng với anh, em luôn là hậu. Câu từ sắc gọn. Anh chẳng phải là một hình mẫu lý tưởng hay chuẩn mực nào đấy mà em dễ dàng nhìn thấy hiện nay. Anh là chính anh, và anh hy vọng rằng em cũng luôn là chính em khi ở bên cạnh anh. À, mặc dù anh tên là Thừa, nhưng anh lại thiếu mất em. Hy vọng hôm nay anh sẽ tìm được em. Cái MV quen quá. Liệu có phải là cái MV mà chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước? Nhưng mà nó báo cho em biết cái điểm luôn là phía trước biết đâu mọi thứ đảo ngược. Có gì kỳ vậy? Cái đoạn sau nó mới ác á, em hiểu không? Bạn này quá tự tin, và bạn này là đàn ông cực kỳ bình tĩnh. Ừ, chậm rãi từ tốn. Hồi nãy á, khi mà đến bạn kiểu kiểu mà đến phiên mình rất là tự tin. Đó, đó, cái mặt đó, đó, cái mặt đó. Cái mặt đó, mặt sát gái nha. Đúng rồi, hồi nãy nhìn giống như muốn ăn tươi nữ chính luôn á. Nụ cười đó là nụ cười liên bệnh phát nha. Mặc dù không đẹp bằng đó. Được, được. Không, nhưng mà Phát có cái kiểu đẹp riêng của Phát riêng. Em cảm ơn anh. Em sống lại được rồi. Phát đẹp kiểu trưởng làng á anh. À, Khoa, em thấy sao Khoa? Câu từ sắc gọn, ánh mắt nhạy bén. Nhưng mà không biết là từ sâu trong lòng hay là vì làm diễn viên cho nên là toát được ra những cái đấy. Nhưng bản thân em vẫn thích anh ấy độc thân anh ạ. Cái kiểu như thế này thì không thể là có chủ mà đến chương trình được, đúng không? Đúng rồi. Là đang từ diễn viên mà lên là nhà làm phim luôn. Đúng rồi. Thì bây giờ kiểu gì mà đến đây mà bảo là màu đỏ thì giờ hơi quá, đúng không? Tươi như thế, thơm ngon vừa miệng. Em cũng đang có thiên hướng nghĩ là cái anh này sẽ độc thân. Đấy, như một lát chả cốm của tiệm em đấy. Ngon hơn chả cốm anh ạ, thơm hơn. Thơm, ừ. Rồi, vớt luôn. Nếu mà không phải độc thân thì sẽ còn lại hai màu kia thôi. Sao nói gì ngang ngược vậy? Anh này hồi nãy giờ đúng cái kiểu luôn, anh là từ đầu đến cuối chương trình là nhìn bạn nữ chính không luôn. Nãy giờ em nhìn ảnh mà anh không nhìn em luôn. Em không thể nào mà đoán được là 6 giây hay là mấy giây hết á. Anh nhìn bạn nữ chính quay qua ảnh nhìn anh. Ủa có không? Có. Người ta nhìn mà người ta còn không biết nữa.
Em để ý bạn này hớt con mắt lên kiểu là có không em? Hình như là đá với anh rồi. Có. Oh my god. Không có. Có. Tuấn ơi, nhiều khi nhìn em mà nó đá mắt đó em. Ôi ghê quá à. Nhìn Tuấn có vẻ cười rất là tươi luôn á. Có đâu. Cái nụ cười này khi nhìn Tuấn nó rất là tự nhiên và không gượng ép. Em nhìn như mặt anh 6 giây nè. Oh. Wow. Oh, hay quá. Wow. Cho lên nhìn hình cái coi. Em đừng nhìn cái kiểu đòi nợ đó. Tôi không thiếu nợ nần với em cả. Em nhìn Tuấn 6 giây nè. Ôi, như là một cái khung hình. Có bông tai nha mấy em ơi, có bông tai ạ. Có sỏ thiệt nha, không có dùng xài bấm ạ. Độc thân ạ. Ừ. Xin cho coi tai ạ. Ồ, có sẹo ngay ngón bốn. Có phải là vì tháo nhẫn nhiều lần? Khả năng hùng đấy tháo gấp. Đây, lên coi khóa, đây lên đây. Ôi, em có kinh nghiệm đeo nhẫn à. Đây, có sẹo ngay ngón bốn nha. Không, này đóng phim hành động bị sẹo anh ơi. Cái này có phải là cái dạng mà đập tay vô tường để lúng cái xương lên không mà nó bị sẹo không nhỉ? Không anh ạ. Không phải hả? Ok. Chuyện tình cảm chúng ta đừng nên nói trước. Không lẽ ông ở đó. Chà, lo nha, cái người này đáng tranh cãi nha. Bây giờ My thấy sao cưng? Thiệt sự là nãy Tuấn Trần lên đứng hai người nhìn nhau là cái frame cuối phim anh lúc mà hết phim đã dừng cái frame đó là y chang vô luôn. Vô luôn đúng không? Dạ vô phim luôn. Phim Đam Mỹ 2023 đúng không? Nên là em vote Trời ơi, ngạc nhiên chưa? Rồi, Tuấn Trần, anh thấy là chắc là thuộc về em rồi. Hồi nãy tự nhiên nói bạn này là LGBT ấy, tự nhiên bạn kiểu... Không nhảy sợ anh này, anh kén nghe sợ. Không phải, tại vì nét nó nhỏ. Bạn có diễn ít, còn anh phải diễn ô về để cho em thấy xíu. Hồi nãy giờ Tuấn nói cái gì bé cũng cảm giác như anh Tuấn anh có khùng không kìa. Cái kiểu cảm giác vậy đó, đẹp trai nó hay vậy đó em. Không sao cả, quý vị khán giả có nghĩ giống Tuấn Trần không? Wow, 68% độc thân nha, có chủ cũng cao lắm nha. Bạn này đáng tranh cãi đấy. Anh số 4. Chào em, anh là Vũ Trụ. Hiện tại anh đang quản lý một hệ thống bar và kinh doanh thời trang ở Hà Nội. Wow. Cười hiền quá. Chắc bởi anh là chàng trai của công việc nên anh vẫn bền với công cuộc tìm kiếm người yêu. Anh thường bận rộn với cuộc sống nai lai. Nhưng có em, anh hứa sẽ không overnight. Wow, kiểu anh này là trói bằng cà vạt đó. Em à, ở Vân Hà, vũ trụ rất rộng lớn. Còn anh là vũ trụ lại đứng rất gần em. Mình cách nhau chỉ vài bước chân, thay vì hàng tỷ năm ánh sáng. Hãy cho nhau một cơ hội em nha. Thấy anh này có vẻ như ảnh dành cái thời gian yêu thương mình nhiều hơn hả? Cười lên cái hiền khô luôn. Nếu mà là một cái người đàn ông của gia đình là trời ơi tuyệt vời. Đâu hồi nãy anh nói hiền khô, miệng anh nhếch mép kìa. Trời ơi tôi mà hiền hả? Không, thực sự lúc mà đi ra Nam Anh thì em thấy anh này là ít có diễn nhất. Là chính ảnh ở trên sân khấu luôn á. Cái anh này ngộ quá ha. Cái outlook á là 39 tuổi. Còn cái body là khoảng 6 tuổi. Rồi cái nụ cười thì khoảng 25 tuổi. Rồi cái cách diễn đạt sự nghiệp thì khoảng 50. Đúng không ạ? Có thể anh này nó có rất nhiều cái độ tuổi dồn vô một con người cùng một lúc. Bây giờ không biết anh cuối cùng là ai. Em cảm thấy anh ấy hợp với Tiên á. Phong. Dạ, bởi vì là anh này không có giỏi về nói cho lắm. Những cái cảnh mà đi lại mà không cần nói ấy thì rất là chuẩn. Nhưng mà những cái cảnh nói thì hơi ngại ngùng một chút xíu. Là một người đàn ông có khả năng là trầm tính mà một người rất là đàn ông luôn. Có nghe em nói là anh này hợp với đi phải không? Về yêu nhau là anh đi thôi. Không không, ý là anh ấy không phải là một người lợi khẩu. Ừ. Nhưng mà sẽ hợp với Tiên bởi vì Tiên là một người năng động mà thì anh ấy sẽ là một nửa để kìm lại. Ủa, để kìm lại.
Hỏi kiệm lại. Nếu mà một người đàn ông có những cái đặc điểm như vậy thì liệu là bây giờ đấy, ta có còn có chủ nữa rồi. Hay không? Đấy. Như nãy anh Xịn nói là anh này hả có nhiều cách cử động và cái dáng ảnh là bao nhiêu tuổi thì giống như là nếu mà nhiều độ tuổi vậy chắc chắn là anh này sẽ có rất nhiều về trải nghiệm đúng không anh? Không gật đầu. Anh gật đầu gì? Hỏi khờ vậy hỏi cái gật đầu vậy thiệt. Không nói đúng mà. Em ấn tượng cái đoạn mà anh đi qua hai người kia anh đi. Không nha, hồi nãy em thấy anh đi là anh xém té nha anh. Hồi nãy đi là nhưng mà cái đoạn Broadway đó thì nói lên điều gì? Không, cái đó là một cái trend mà dòng người nhẹ nhàng lướt qua, ai cũng lướt. Thì biết là dòng người nhẹ nhàng lướt qua đó. Nhưng lướt qua thì phải lòi ra cái gì chứ? Mà ý là lướt qua thôi mình thấy được cái tướng đi của ảnh, mình thấy rất là ấn tượng anh. Ồ anh bị té sao ấn tượng được? Mình có thể lướt qua luôn đoạn này. Thật vô nghĩa. Coi người ta lướt qua thì phải thấy được cái gì chứ? Em nghĩ là anh đây có chủ và ảnh là một người rất là kỹ tính, cho nên là ảnh mới tắm xong mặc bộ đồ mới tinh tôm ra sợ bị dơ, cho nên lướt qua sợ người ta đụng xuống vô. Tắm xong bận đồ dơ, ừ. Rảnh à. Tắm xong thì phải bận đồ mới chứ cái gì nữa. Không, cái đấy là cái lịch sự sợ chạm vào người ta. Em thấy mình nói đúng mà anh, sao mọi người ăn? Hai đứa này ngồi nó bên nhau kìa. Em thì em không nghĩ anh này màu xanh lá cây, có thể là đã có chủ, còn nếu mà chưa có chủ thì ảnh là LGBT. Ê, khoan khoan, không phải phát. Hồi nãy nói độc thân đã có chủ, anh không sao nha, tự nhiên anh nói LGBT cái tự nhiên anh nhìn qua chỗ khác nè. Anh giống như bị hồi hộp bắt chúng tim đen anh hay sao á. Phải không? Đúng không anh? Kệ cái nụ cười đó, nụ cười trời ơi chết rồi nó bắt bài được mình rồi, đúng rồi. Không, anh cười đi cho anh. Đó đúng rồi đó. Đây này, anh hai cái thằng nhóc con này biết cái gì mà nói. Dám đâu, người chơi người ta mới nói mà sổ sàng như thế này, anh cười nhẹ nhàng. Hàng khùng. Phát nghĩ anh này có chủ rồi. Em nghĩ rằng anh ấy đang là một người độc thân. Em nghĩ là đã có chủ rồi. Tại vì ra Hà Nội mà kiểu thành đạt với lại thời trang mà. Hồi nãy có ai để ý không? Anh đóng MV với lại Bích Phương đó. Thì người ta có thể có tâm hồn nghệ sĩ một chút. Bích Phương rảnh quá, Bích Phương tự nhiên kiếm chồng người ta đi quay MV. Ê đúng rồi nha. Thông tin này của anh Thành cho em thay đổi quyết định được không ạ? Nhưng mà cái MV đó mấy năm trước rồi anh. Ờ cũng đúng ha, mấy năm trước nhiều cái thông tin này của Diễm My có thông tin của anh mới làm em rối nè. Thiệt á. Em chỉ phân vân hai cái này thôi, nhưng mà anh Thành đưa cái hint lúc nãy đó thì em quyết định là thôi cứ mạo hiểm một lần, xin lỗi anh. Em thấy nãy anh Xịn nói một ý rất là hay nè, là anh này đóng MV Bích Phương mà em nhớ lại là cái khúc mà Bích Phương ôm anh này có một chút ngại nha. Nà, ví dụ nè, rồi ai là Bích Phương đâu? À, phát là Bích Phương cho. Anh là Bích Phương. Nếu mà là em yêu anh, ok em sẽ dày, nhìn thẳng cái mắt anh. Hồi nãy ảnh vậy nè. Không phải, tại cái bài hát đó là cái bài hát mà Bích Phương bị phụ tình. Bỏ. Trời người ta là diễn viên, người ta diễn theo nội dung của MV. Tuấn ơi, bây giờ em muốn nè, diễn đạt tốt. Em mượn Diễm My là Bích Phương đi để em sẽ thấy nó khác liền. Tao thí dụ dựa vào coi. Đó. Đó, thí dụ dựa vào coi. Đó. Thấy không? Diễm My là nó dựa vô nó muốn ngủ luôn á trời, nó luôn nó không muốn buông luôn, anh thấy chưa? Tụi nó cuối giờ hai đứa này thế nào cũng về với nhau. Không mấy mình vote đi ạ. Xin mời quý vị khán giả. Khán giả thì không tin anh này là LGBT, chia đôi cho độc thân và đã có chủ. Và chàng trai cuối cùng. Chào em. Tò mò về anh không? Không tò mò luôn à?
Còn mò thì anh vẫn cứ nói nhá. Anh là Trần Duy Long. Wow, wow. Ở với Long, em không phải sợ buồn. Vì hệ cứ phiền lòng, anh đưa em vào phòng liền. Vào rồi, ngồi xuống đây để anh nói chuyện này nha. Hiện tại anh đang là co-founder và quản lý vận hành của AM Express tại Hà Nội. Hầu hết quỹ thời gian trong ngày anh đều dành cho công việc. Cũng bởi vì anh muốn có được vài tấm sổ đỏ trước khi có một tấm vợ, đó chính là em. Money, money, money. Trời ơi. Ghét côn trùng nên anh không thích nghe những lời ong bướm ve vãn quanh tai. Thứ tồn tại duy nhất ở trong anh là tiếng nói của em. Em à, thời gian của anh tuy thưa và ít, nhưng đảm bảo mỗi lần gặp nhau em sẽ phải ưa và thích. Anh là Duy Long. Từ giờ anh muốn xem em là duy nhất. Những câu nói tha thính rất hay, nhưng mà là của biên tập nhanh. Chắc chắn. Chứ chàng trai này đơn giản bình thường, con người cơ bản nào mà nghĩ ra ba cái câu nổi da gà đó. Phiền lòng là vào phòng liền. Em có hiểu không? Biên tập là dành cả thanh xuân để nghĩ ra những câu đó và độc thân. Nhưng mà chỉ có độc thân mới nghĩ ra những câu từ như thế. Em có cảm giác đó là màu đỏ. Vì sao? Qua cái profile của anh ấy, sự nghiệp rất là vững vàng ha. Có thời gian để dành cho công việc và cả là thời gian giải trí thể thao của mình ha. Những cái người mà họ vào cái quỹ đạo như vậy rồi đó thì phải thấy là kế bên là gì? Đó là một cái người bên cạnh mình đúng không? Nếu mà 5 người thì chắc ông này là cái màu đỏ rõ nhất. Nhưng mà anh Thành lúc nãy trong cái video có một cái chi tiết giả bộ để vô. Em ơi, nhưng anh nói cho em nghe cái này, em phải nổi da gà về chi tiết này. Tụi em có để ý đến cái gì của bàn tay đó không? Bằng bàn tay của đàn ông nha. Nail. Nail. What? Móng tay của cái bàn tay đặt lên vai là một móng tay rất là dài và được dùa rất là sạch sẽ. Người đàn ông cơ bản nào mà để móng tay mà thon gọn mà trao chuốt sạch sẽ như vậy? Liệu cũng là màu đỏ nhưng là một người nâng khăn sửa túi theo kiểu rằng à, chào anh. Hiểu không? Em thì lại nghĩ đó là đánh lừa khán giả. Nhưng anh hỏi em nè, thí dụ đi, em kêu ai thọt cho cái bàn tay thì cứ mấy ông cameraman xách máy, xách cổ đồ thì tay phải thô phải ráp như anh nè, cái tay xấu quắc nè, thấy không? Còn cái tay bên kia đẹp thiệt đẹp nha, ngón rất dài, móng dài mượt luôn. Mà mình nhìn anh này, cái tay anh cũng đẹp luôn nha. Đúng rồi. Mời em xòe bàn tay để tôi đếm ngón tay, lật bàn tay. Tay đếm rất đẹp. Tay không có một vết xước nào, không có trầy nhẫn gì cả, mà đeo ngón 3, ngón 4 có một dấu hằn nho nhỏ. Ngón nhẫn kia đang đeo vào ngón áp út, bây giờ chuyển qua ngón giữa có đúng không? Đúng, biết đâu chừng. Em cầm cái nhẫn đó em đeo thử vào ngón áp út của em coi cái size nó như thế nào. À, Phát à, rất rộng. Rất rộng. Như vậy không đúng, đây là ngón nhẫn của ngón ba, đúng. Nhưng mà hồi nãy tự nhiên một bàn tay con trai đặt lên, nếu mà giống như anh Xịn thì mọi người sẽ nghĩ là à, thì ra là ảnh là màu tím đúng không? Nhưng mà twist của chương trình là mọi người sẽ nghĩ à, chắc không phải màu tím đâu, sẽ là độc thân. Nhưng mà khúc cuối chương trình ảnh là màu tím thiệt. Không, thực ra là biên tập đã lừa rất là nhiều lần rồi. Đúng rồi. Nên là mình nghĩ là đợt này á, giả bộ giống như là lật qua lật lại. Tương kế tụ kế. Anh Thành ơi, Tuấn chờ test người ta nữa nè anh Thành. Nó nhìn 6 giây nữa nè, em coi nè. Nhìn vô post dán luôn. Tôi có cảm giác như thằng Tuấn nó muốn hôn mọi người đàn ông trên này, tôi có cảm giác điều đó. Anh có ngại với em nha. Trời ơi, thử như thế thì làm sao mà người ta. Thử hời hợt. Khoa ơi, em đừng có để mặt sát quá, tao ói. Khoa.
Rồi rất ngại ngùng nha. Đấy, thử nó phải tới luôn. Anh hỏi em là Khoa, nhờ cái vừa rồi thử của em anh mới lo. Em giả bộ em cầu hôn anh coi Khoa. Em là nữ hay nam anh? Em là muốn là cái gì cũng được. Em à, nếu em phiền lòng. Phiền lắm, đi về đi. Đi về đi. Đi về đi. Nếu mình là đàn ông thiệt, Khoa đã làm gì kể nó, vui mà, đúng không ạ? Anh em nhau mà. Đúng. Tại sao quỳ xuống rồi lắc lắc giả bộ rồi? Ê! Có phải là anh ta sợ là không, tôi phải làm như vậy để mà có vẻ là đàn ông không? Cô tự nhiên nhìn mặt em, cái tự nhiên kiểu cúi mặt xuống kiểu thôi mà Tuấn không phải chỗ này. Tuấn ơi, em cũng không nên tỏ ra là em đẹp trai lắm đi Tuấn. Ai nhìn em cũng ngại. Trước khi quyết định nè, anh bây giờ thay vì nhìn Tuấn với là Khoa thì anh giúp phát 2 giây thôi. Anh nhìn bạn Tiên thử đi. Rồi, ok, cảm ơn anh. Phát không phát hiện ra điều gì hết, vô. Phát, chính ra là em giữ rắc co từ đầu chương trình đến giờ đó là em không phát hiện được cái gì luôn tới giờ luôn. Không, không, trường hợp này thôi. Không, em thì em nghĩ là màu tím. Tại vì có những cái khoảnh khắc thì em thấy anh này rất là nhẹ nhàng, dịu dàng. Sao cái show này của con bé này tím nó cao quá nhỉ? Nãy giờ tôi thấy là ai cũng có dấu hiệu của cái nguy cơ tím. Rồi còn Khoa đó, sau màn cầu hôn, à không cầu hôn thì em thấy thế nào? Em thấy bạn ấy ngại thật. Em đang phân vân giữa nét sợ và nét ngại. Nếu mà sợ thì là đàn ông ấy, ngại thì màu tím ấy. Nhưng mà hồi nãy đi ra thì bạn ấy có một cái điệu đi hơi rung răng rung rẻ xíu. Nhưng mà cũng có thể là áp lực của gia đình. Em nghĩ là có chủ. Còn Diễm My? Em thấy là màu tím. Còn các bạn thấy sao ạ? Wow, tím cao thế. Mà cái ông này lại gần thấy ông đẹp trai hơn mình nhìn từ xa rất là nhiều nha. Bây giờ mời em đứng dậy. Từ nãy giờ chúng ta đã đi qua một vòng, ghé ngang năm quận. Em hãy cho tôi biết em không hợp với anh nào. Lời đầu tiên em xin chào Nam Anh đang đứng ở trên đây ạ. Cảm ơn sự có mặt của Nam Anh ngày hôm nay đến với em. Em xin nói là em coi 5 clip của các anh rất là kỹ. Và thật sự anh nào cũng ấn tượng với em hết. Và người mà em chia tay vòng đầu tiên đó là anh Số. Đó là anh Số. Người ấy là ai? 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần, xem sớm nhất và trọn vẹn trên Vion. Tải app ngay. Và người mà em chia tay vòng đầu tiên đó là anh Số. Đó là anh Số 2. Xin mời bạn vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện. Ok, cho anh hỏi vì sao lại là số 2 ạ? Thì em tin vào cái trực giác của em 7 giây đầu. Em có tin vào hàng chân mày của anh không? Thực ra em từ xa không nhìn thấy được cặp chân mày. Nhưng mà cái cảm giác của em nghĩ là ảnh em là chị em. chị em dạ, em. Em nghĩ em không hợp với ảnh chứ cũng không phải là ảnh không hợp với em đâu. Ok, dạ. Rồi xin khách mời cho tôi một màu trước khi anh ấy trả lời ạ. Em vẫn giữ quan điểm của em lúc đầu thôi. Ok, Tuấn là độc thân ạ? Khoa vẫn độc thân ạ? Hàng chân mày bạn là ai? Tím á. Chỉ có hai ta bay lên cùng anh đến nơi xa, trong anh ồn ào cứ tuôn ra.
Ôi, ôi, ôi. Em là ai? Xin chào anh Thành, xin chào bạn cố vấn và cũng như là bạn nữ chính ngày hôm nay. Em tên là Thiên Phú, em đang là chuyên viên đối ngoại của tập đoàn Major Education. Em có phải là người Việt 100% không? Sao anh thấy em nói hơi vấp vấp xíu vậy? Em là người Việt 100%, chắc lâu lâu em nói hơi bị ngọng chút xíu. Hết hồn với anh, tưởng em là người nước ngoài gốc Việt. Thế là trong nhóm LGBT thì em ở chữ nào? Trong LGBT em là gay. Ok, em đã phát hiện được điều này từ khi nào? Ngay từ khi nhỏ em đã là như vậy rồi, nhưng mà do gia đình và cũng như là mọi người thì nghĩ là con trai thì phải quen con gái, cho nên lên đại học em mới phát hiện ra. Em đã từng yêu ai đặc biệt nào chưa? Dạ em đã từng yêu một người. Wow, yêu ít quá vậy. Cái mối tình đó có để lại trong em nhiều kỷ niệm đẹp gì không? Dạ cũng khá là sâu đậm. Khoảng bao lâu? Dạ chắc cũng 4 năm rưỡi. Người đó với em vì sao không tiếp tục? Có thể là hai người cái quan điểm sống khác nhau, cho nên là bạn cũng sẽ lựa chọn con đường riêng của bạn và em cũng vậy. Ừ. Em đến đây có ai biết không? Thật ra thì em có chia sẻ với mẹ. Như vậy là mẹ có biết em là gay? Dạ đúng rồi, mẹ phát hiện em là gay. Mẹ phát hiện như thế nào? Trong cái khoảng thời gian em đang đi học trên Sài Gòn này, em có xài cái iPad của mẹ và trả lại cho mẹ, thì vô tình là cái tin nhắn nó vẫn còn nằm trong đó và mẹ đọc được, thì mẹ cũng buồn và mẹ chia sẻ cái câu chuyện đó cho gia đình. Bây giờ mẹ đã đồng cảm hơn chưa hay là mẹ vẫn... Nói về đồng cảm thì chính thức thì vẫn chưa có, nhưng mà cả hai mẹ con thì cũng bình thường với nhau rồi. Nhưng mà tại thời điểm đó thì mẹ cũng khá là không đồng ý về cái chuyện đó, tại vì em là con của giáo viên. Mẹ có chia sẻ là thôi bây giờ con về quê đi, con sống, con làm thiện nguyện và cũng như là làm công tác xã hội dưới đây thì con sẽ quên đi được những cái chuyện đó. Thì em cũng cứng đầu, em kêu là không, con là như vậy rồi, mẹ đừng có ép con phải đi về hay như thế nào. Mẹ cũng đừng có đưa những cái tin tiêu cực mẹ gửi cho con xem, tại vì chưa chắc gì nó là đúng. Tại sao mẹ không tìm những cái câu chuyện nó tích cực về cộng đồng LGBT thì nó sẽ một cái hướng khác. Cho tới bây giờ là bác vẫn tin rằng là bằng một cách nào đó bác có thể thay đổi em hả? Em nghĩ là hiện tại bây giờ mẹ cũng không sao. Dạ. Thì thường quá. Thưa quý vị, giới tính là trời sinh. Nó là một thứ không thể thay đổi. Ai đó nghĩ là môi trường hay là do tiếp xúc thì không phải, thưa quý vị ạ. Môi trường hay cái gì đi chăng nữa chỉ là cái nơi làm cho người ta nhận ra cái điều đó sớm hơn hay trễ hơn mà thôi. Tôi nghĩ vậy. Và nếu như những ai là phụ huynh mà có những người con giống như bạn thì cũng mong quý vị hãy thật nhẹ nhàng để đón nhận cái điều này một cách tích cực. Tôi nghĩ rằng là họ rất là cần sự chia sẻ và động viên từ gia đình. Cảm ơn anh Thành. Bạn ơi, theo một cách bạn kể chuyện á, thì Tuấn thấy hình như là trong cái mối tình này bạn bị phản bội hả? Tại vì Tuấn thấy bạn hơi tiếc hay phải? Dạ thì cũng hơi có. Có là có, mà không là không, mà còn hơi có nữa chứ. Anh nghĩ là em là một cái người có cái gì đó yếu đuối trong chuyện tình cảm. Cho nên em sẽ dễ bị quên đi rằng là mình đang rất là có giá. Bản thân mình rất là hay ho. Em chỉ cần em quên đi điều đó thì người ta cũng sẽ nhìn em y như vậy. Anh không cần biết em giỏi hay không, giàu có hay không, nhưng anh mong là em phải tự tin vào bản thân mình, tìm đâu đó một cái năng lượng luôn luôn nhắc nhở mình rằng là mình còn ổn, mình còn rất tốt và mình sẽ sống tốt nhất có thể. Tại vì cái điều đó thu hút cái người còn lại có ở lại với mình hay không. Em xin cảm ơn. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Trước khi chia tay thì em hãy nói với bạn nữ của anh một điều gì đó được không? Chúc cho bạn sẽ tìm được người phù hợp nhất trong chương trình này, hoặc là nếu như không được thì cũng sẽ là phù hợp nhất trong cuộc sống của bạn. Cảm ơn em. Thật ra anh là người cười với em nhẹ nhàng nhất trong năm anh, nhưng mà bởi vì em biết là em không có hợp với anh.
Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Có rất là nhiều những con người bảo rằng người ta đi vô quay mặt qua tiếc nuối đồ dơ bảng màu xanh lên là vì điều gì ạ? Sự ban đầu em cũng chọn màu tím mà, tại vì em thấy là bạn này chăm chút cho bản thân nè. Có những cái người hay bắt người ta nhìn mình 6 giây, 7 giây đồ và để đưa ra cái bảng màu xanh lật qua lật lại để cuối cùng sai bét. Tại em theo số đông mà. Ai số đông? Ở đây phát màu tím nha. Xin Tuấn Trần hãy lọ con mắt ra để dòm cho kỹ hơn ở vòng sau, để sự xuất hiện của mình tỷ lệ thuận với sắc đẹp của em. Và Tuấn ơi, ngày hôm nay mình tới để mình cố gắng giúp cho bạn nữ, chứ không phải tới để học hỏi hay là lên làm người chơi đâu nha Tuấn. Dạ, dạ. Chính xác à. Thưa quý vị, Tuấn Trần cần vài phút để sám hối về bản thân. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút. Quý vị và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Và đây là vòng 2. Các chàng trai sẽ thể hiện sức khỏe của mình qua những trò chơi vận động. Và dĩ nhiên trong quá trình di chuyển, rất là nhiều thứ sẽ lòi trên sàn đấu. Lúc đó là lúc chúng ta nhận diện họ là ai. Trước mặt quý vị là những lon Mirinda vì soda kem Việt Quốc, chua ngọt thơm béo ngon toán 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 lưỡi. Cái đai này dùng để làm gì ạ? Đó. Dùng để kéo co à. Hai bạn sẽ đứng vào chiếc vòng tròn này, mỗi một người đứng một đầu và tôi sẽ nói các bạn lấy cái gì trên cái bàn đó. Và trận đấu đầu tiên, Diễm My em muốn ai? Chọn anh số 1. BTB sẽ đấu với ai ạ? Số 1, số 4 đi anh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy cây kẹo. Cố lên, cố lên. Đấy. Không sao mà em đây rồi anh ơi, buồn cứ khóc bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi. Cái đoạn mà hai đứa va vào nhau. Ủa? Tôi thấy có một cái tóe lửa luôn anh. Anh Kiền biên tập hại hai bạn này, do cái dây đàn hồi này nó mạnh quá, anh chị vừa giang thiệt là mạnh, đếm kéo quá hại. Mạnh chặt sắp dùng không đếm vậy là hại, đấy là cố tình làm như thế để hai cái con người chạm vào nhau nó xa. Đúng, cái gì chúng tôi cần những va chạm mà. Bây giờ phải kéo lấy được cái kẹo xong mút cái kẹo đấy, ai mút xong trước thì mới thắng. Trận thứ hai, mời hai bạn lấy lon Mirinda. 3, 2, 1. Cố lên, cố lên. Ôi, đấy. Ủa? 3, 2, 1. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Yếu hồi yếu. Ai vẫn xích. Lại gần bên nhau. Trao cho nhau lon Mirinda nào. Trao cho xong rồi giật lại. Rồi bây giờ Long phải tiếp tục đấu với một người. Mời thưa anh. Hai em lấy lon Mirinda và để qua bàn của đối phương. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Ừ.
Em có vẻ rất là hạnh phúc khi ở trong cái vòng này phải không? Sao nó mừng quá vậy, nó không muốn ra kìa. Em ở đây, hai em hãy lấy cái nón đội lên, sau đó mở một lon Mirinda ra uống trong hạnh phúc. Bắt đầu. Uống trong hạnh phúc nha, phải hạnh phúc mới thắng nha. Sao uống lon Mirinda như uống bia vậy trời, nó xỉn vậy. Rồi, chúng tôi mời Liên Bình Phát lên chơi với Tuấn Trần ạ. Xét về kích cỡ thì bên này gấp rưỡi bên này. Nhưng anh tin em hãy cho người ta biết, không phải cứ dài là muốn làm gì làm. Anh nhường em cái đi, lát nữa em về anh dắt anh đi ăn, chịu không? Đàn ông mà nhường cái đi về dắt đi ăn, tôi không biết ăn cái gì vậy đó mày. Chưa gì là nó hút rồi. Vuốt ve nữa. Đó, bây giờ được cùng đi cùng chiều, nó muốn ôm nhau à. Cái gì vậy? Sao tụi nó càng khó coi vậy? Diễm My anh chia buồn với em. Thất vọng vậy em á Tuấn ơi. Hai người đàn ông hãy làm sao cho bốn lon Mirinda đều qua bàn còn lại. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi chơi gì nữa anh? Ủa là chúng ta có thi không à? Ủa mẹ cõng con hả? Phát ơi! Dạ? Sao em... như con thằng làng bám đu đủ vậy? Em đâu biết gì đâu, anh đâu mừng em về luôn rồi anh ơi. Cho hai người nhảy tango trên sân khấu á. Thật là nhục nhã. Thi đấu kiểu gì mà nó ẩm luôn vậy? Trời ơi, Tuấn Trần nó mạnh quá rồi. Mời Tuấn Trần trở lại sân khấu. Không thể để cái chuyện này yên được. Sao nặng quá Phát? Ẩm cho giữ vô rồi nói nặng. Bây giờ Tuấn Trần vì quá mạnh, mời hai bạn nhỏ con vào đây đấu với Tuấn Trần. Em đừng có nói nhỏ nói to gì. Tôi không có ưa em. Hai bạn một hướng, Tuấn Trần một hướng. Bây giờ là lúc cộng sinh nè. Đúng rồi. Đằng sau, từ... không phải từ đằng sau hàng dọc lên. Cái này nó bị cân mà, phải thường dọc. Đấy, nó phải thế này này. Đấy thì... đúng. Cái lực dây nó mới đèo được. Đúng là người mà có vừa thành hôn là có trải nghiệm cuộc đời. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đúng rồi. Chưa. Sao mới ôm máu thế? Hai anh ơi, em bị đau bao tử. Chúng ta hãy lấy hoa và tặng cho nhau. Bắt đầu. Ủa đôi nhân tình Tuấn Trần và Liên Bình. Trời ơi. Trời ơi, đi đâu vậy? Người ta đã tặng hoa cho nữ chính mà hai ông cô nội này vẫn tặng hoa cho nhau. Tôi đã biết được tại sao Tuấn Trần và Liên Bình Phát trong nhiều năm qua không có người yêu, bởi vì tụi nó đang chưa tìm được nhau.
Hôm nay người ấy là ai? Tôi đã tìm được nhau rồi. Trời ơi, cảm ơn các bạn. Xin mời vào vị trí ạ. Bây giờ trở lại với 4 chàng trai Mr. B, mọi người thấy sao? Phát vẫn có một cái niềm tin rất lớn với ảnh. Đặc biệt qua cái vòng này thì ảnh có một cái nét gì đó rất là đàn ông nha. Vẫn giữ quan điểm thôi. Mời em. Lúc đầu em nghĩ là có chủ rồi, nhưng mà nghe anh Phát nói là từng quen biết rồi, có một cái bí mật gì sẽ bực bật mí. Rồi hồi nãy chơi rất là khỏe luôn anh. Một người đàn ông ngôn tình giống tốt. What? Em vẫn hy vọng là độc thân. Khoa tin những gì tôi nói hả? Khoa, em không thể như thế được. Nó nói em có mỗi câu nên em đổi bảng ra được. Không phải, nhưng mà cái câu đấy nghe nó có trọng lượng lắm anh ạ. Mình phải có lập trường chứ. Eo ơi, giống như bố em đi chơi cùng với em ấy, em sơ hở cái là nhắc em anh Thành ạ. Cơ hội cuối cùng của Khoa. Thôi con biết rồi. Vâng, đã có chủ ạ. Ok, thế còn Tuấn Trần thì sao? Em thấy anh để ý cái bạn bên đây rất là nhiều. Cái cách anh này chơi á, anh nó làm cái gì sẽ giải quyết rất là từ từ, có thể kiểm soát được. Và cái năng lượng chủ động của anh á, nó sẽ nhiều hơn. Chào. Bản thân anh này rất tự tin á. Nó giống như là sẽ có rất nhiều theo đuổi anh. Và anh có một cái tiêu chuẩn gì đó rất cao cho người phụ nữ, đúng không anh? Nên em feel được cái năng lượng anh sẽ là người độc thân. Còn cái lắc đầu vừa rồi của anh là tôi không có đâu bạn, là cái lắc đầu hơi khiêm tốn tí xíu. Trời đất ơi, Diễm My, em thấy sao? Trong bốn người còn lại thì em thấy anh này là người phù hợp với lại bạn nữ chính nhất. Là tại vì khi mà nãy anh chơi, anh cũng rất là quan sát, rất là tập trung. Nên là em nghĩ là nếu mà bạn ấy quen với anh này thì bạn ấy sẽ được cực kỳ chăm sóc, cực kỳ được yêu thương á. Ủa, cái người tập trung là sẽ được chăm sóc à? Tập trung vào một người, tập trung vào công việc, tập trung vào một cái mục tiêu nhất định, chứ không có bị phân tán tư tưởng á anh. Rồi, vậy giờ bạn luôn nè. Đây nè anh. Xin mời quý vị khán giả. Wow, 21% LGBT. Có vẻ độc thân nhiều. Chúng ta đến với trai đẹp đáng gây tranh cãi đi ạ. Trong 4 anh thì anh này có cái vẻ máu chiến nó nhiều nhất, đúng rồi. Bạn này tướng rất nhỏ nhưng mà cái độ kiểm soát vấn đề rất là cao. Cái cách mà bạn ấy nhìn thẳng vào mặt anh như thế này mà kiểu diễn lại thì rõ ràng mình đã thấy là bạn ấy là cái người là có năng lượng rất là lớn rồi. Cái loại đàn ông này kiểu gì cũng phải thử một cái. Khoa thấy sao ạ? Đối với em, bạn này ok quá rồi anh ạ. Nhưng mà cái tại sao cái sự tự tin quan sát, bởi vì bạn ấy làm trong nghề mà. Nhưng mà có phải ai trong nghề cũng được cái thần thái kiểu đấy đâu. Cái việc tự tin đó nó không có liên quan tới cái nghề nghiệp nha. Nó là cái bên trong của anh này nè. Và quan trọng là bất chấp tất cả mang cái bông hoa đấy xuống trao cho bạn nữ chính. Đúng. Trời ơi, đâu vậy? Trong lúc hai con bò tót nó đang ôm nhau. Lúc đấy thì là chơi với lại anh số 3 này. Nhưng anh số 3 thì chưa nghĩ tới điều đấy. Nhưng mà bạn ấy đã nghĩ tới bông hoa đó phải dành cho nữ chính ngày hôm nay. Khoa, một điều thật không? Sự tuyệt vời. Cái bạn này rất là hay tập trung vào một cái việc mà mình chắc chắn phải làm cho bằng được á. Ủa sao giống hồi nãy chị nói vậy? Đúng không? Hai đứa tụi em hợp nhau mà, anh nói rồi. Yêu thì Tuấn nó yêu, Liên Minh Phát với em với nó hợp nhau. Tâm linh gọi là tương thông rồi đó. Nhưng mà Tuấn nghĩ thì lâu lâu mình cũng tiết chế là một tí xíu. Tiết chế cái gì? Ví dụ như bạn tập trung vào công việc đi, đôi khi nó sẽ ít lại thời gian dành cho người yêu mình chút xíu. My đồng ý với Tuấn. Nãy giờ anh có thấy em khác ý với Tuấn đâu. Ban đầu là em nghĩ bạn này là màu tím. Nhưng mà sau khi bạn thể hiện thì em nghĩ bạn ấy độc thân. Vì em thấy là bạn ấy là một người rất là háo chiến. Cảm giác bạn đó giống như là một con ngựa bị che cái mắt, cứ lao thẳng về phía trước. Đôi khi là mình cũng bỏ quên
những cái phong cảnh hữu tình ở xung quanh, bỏ quên những khoảnh khắc của cuộc sống. Nên là em thấy bạn này là một người rất là giỏi trong công việc, nhưng mà về tình yêu thì có thể là bạn ấy thiếu sót chỗ này chỗ kia. Cái kiểu quyết đoán của bạn này ấy, theo tôi lại là cái kiểu quyết đoán của người đàn ông làm một cái gì đó rất là chắc chắn. Giữa bạn này thì bạn Mr. B có vẻ háo thắng hơn. Bạn này á, bạn luôn biết bạn phải làm cái gì. À, em cảm thấy bạn hay có nụ cười nhếch mép, kiểu hơi bất cần, hơi háo thắng chút xíu. Trời ơi, nụ cười nhếch mép là nụ cười của đàn ông tự tin. Tại sao mọi người đều có ác cảm với nụ cười nhếch mép? Trong khi nó đẹp như thế này. Này là nụ cười méo mép. Cứ dơ màu thôi ạ, mỗi người đều có một ý kiến. Em thấy ý kiến khác nhau nhưng mà màu là giống nhau anh. Ok, mời khán giả. Anh này ba miền có đủ nha. Canh chàng ở vị trí số 3 thì sao ạ? Bạn số 3 là không có sự máu chiến như bạn số 2 đâu, là rất là từ tốn. Không biết là con người của bạn ấy như thế hay là bạn ấy không có động lực. Anh nghĩ là con người đấy em ạ. Trong cái đoạn clip em có thấy không, đi chen chúc mà cũng... Đúng rồi, cũng sợ va vào người ta, cho nên là hồi nãy sợ kéo, sợ ảnh hưởng tới bạn kia. Một người rất là lo lắng cho người còn lại. Em thì em thấy anh này có một cái gì đó nó hơi big brother. Anh sẽ nhường cho mọi người, ok, tới đi, hơn là anh sẽ cạnh tranh với mọi người. Em feel vậy thôi. Đến vì một cô gái mà mọi người chơi đi thì tôi không thấy nó hợp lý lắm. Nhiều khi là ảnh là người đã có chủ rồi anh, thì ảnh sẽ không có cạnh tranh nhiều giống như mấy anh kia. Nếu như nói như vậy thì lại hợp lý. Có nghĩa là khi đã có chủ, kiểu thắng cũng chẳng được gì. Thôi để cho các bạn cứ chơi kiểu vậy. Anh cười đúng rồi anh. Mới gật gật đó, mặt tâm đắc lắm. Kiểu mà hồi nãy là cười hàng khùng đúng không? Cái vòng 1. Còn vòng này là cười hàng khôn rồi đấy. Ồ, nó khôn nhanh như mình nghĩ nhỉ. Thế Diễm My thì sao ạ? Thực sự là em thấy này em có cảm xúc nhiều nhất. Cảm giác giống như là anh sống hơi nội tâm một chút. Anh ấm áp, kiểu quan tâm. Nhưng mà với một người như vậy á, thì thường là sớm lập gia đình anh. Đúng, mấy cái người mà người ta nội tâm thì đa số người ta thích an toàn mà. Mà khi mà anh chơi em cảm giác giống như là đây là cái vòng tròn của tôi. Tôi đứng ở trong một cái vòng tròn an toàn, ai muốn làm gì làm kiểu vậy. Màu của em là? Anh là đã có chủ. Sát. Em thì cái dự kiện ban đầu hoặc cái video là em đã vote anh này màu tím. Cho nên là em vẫn giữ cái lập trường. Khoa. Em nghĩ là đã có chủ rồi. Còn quý vị thì sao ạ? Wow, độc thân nhiều thế nhỉ? Còn bạn số 4 thì sao? Tới giờ vẫn hân hoan nha. Lúc mà trên video thì có cảm giác là đã có chủ. Nhưng mà khi mà ở trên này cái năng lượng như vậy thì thấy giống như là còn màu xanh lá. Anh rất là thích cái năng lượng của bạn này. Tích cực, vui tính, thoải mái, nhẹ nhàng, take it easy. Anh này là không có đấm vào tường có gì hết, anh này chỉ cười thôi. Không, nhưng mà anh có lái xe đó. Thì sau đó là sao em bước xuống xe đi, anh ngồi trên xe anh cười cho em coi. Và em biết không, có làm gì nó cũng ngồi trên xe nó cười mà. Thì cái anh này là kiểu nếu mà em làm cho anh phiền lòng anh sẽ đưa em vào phòng liền đó. Anh này nếu mà anh màu xanh lá là quá tuyệt vời, chỉ sợ là anh đã có chủ thôi. Lúc đầu tôi thấy anh ấy đã có chủ, tự nhiên ở vòng này với cái năng lượng mà anh ấy phát ra tôi lại thấy là có một cái gì đó màu xanh. Và Khoa thấy sao? Em cũng thấy vậy anh ạ. Thế dơ bản thôi. Phát thì sao ạ? Dạ, em nghĩ là anh này đã có chủ rồi với những cái dữ kiện ban đầu lúc nãy. Em cũng giống như anh Thành á, là khúc đầu á khi mà xem anh này á thì cũng nghĩ là anh đã có chủ rồi. Nhưng mà vòng này anh nhìn bạn nữ anh cứ cười ngại ngại hoài, cho nên em mới nghĩ anh độc thân á. Diễm My. Em nghĩ là màu tím anh. Vì em thấy ảnh lúc nào cũng cười như không có chút áp lực nào cả. Sao cái người mà mình cảm thấy chững chạc thì nó thấy là cái người đó háo thắng, còn cái người mà mình thấy là tích cực thì nó thấy là cái người đó màu tím. Không, hồi nãy
hãy chơi trò chơi anh. Lúc mà bị quán tính kéo cái dây lại thấy bạn nó ôm cái bạn chơi của mình luôn. Đâu có người đàn ông nào làm vậy đâu anh. Vô tư, vui tánh. Không sao, Diễm My có quyền. Biết đâu Diễm My đúng. Vậy thì quý vị nghĩ sao ạ? Hầu hết là các bạn hãy độc thân rất cao. Ok. Bây giờ đến phiên em gái. Mời em đứng dậy. Em cho tôi biết đến giờ phút này chàng trai nào đang không phù hợp với em nhất? Thật ra lúc nãy chơi trò kéo co thì em đã có quyết định của em rồi. Bình thường là em sẽ hay lắng nghe con tim của mình. Ngày hôm nay em quyết định lắng nghe lý trí của mình. Em sẽ loại người là gu của em. Ủa? Tại sao lại là loại người là gu của mình? Không, ngày hôm nay em không rung động với cái gu của em trước đây. À, có nghĩa là bạn không rung động với cái điều mà nếu mà trước đây mình sẽ thích. Và đó là số... Và đó là số 4. Wow. Wow. Dạ, yeah, các bạn hãy vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện ạ. À. Chúng tôi sẽ gặp lại sau. Người ấy là ai? Vậy thì anh nghĩ anh ta màu gì? Gentleman thì chắc anh đã có chủ á. Vậy còn 4 người còn lại. Và xin mời bạn. Kẻ khờ trên xe lướt nhanh, lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay cả lon bánh. Gấp phanh nơi đèn đường, đêm tay chưa còn bao giây đen xanh. Và em nói yêu anh, bờ vai của anh là nơi mà em thanh niên bình nhân. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau, mãi mãi chuông tay kẽ ôm từ sau, lăn hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ Đông Tây giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ Đông Tây ánh trăng trên bầu trời nấp sau đèn đường như em nép anh. Anh chắc có chủ rồi. Chưa có chủ rồi. Không đuổi em phiền. La 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 la, lặng nghe nhịp đập con tim lướt nhanh. Từ câu hát yêu anh, I love you. Bàn tay của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Chuông tay kẽ ôm từ sau, lan hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau. Không phải đỏ rồi, khả năng đỏ. Trái đất vẫn cứ xoay cuộc đời mãi đây chẳng biết thế nào, nhưng em vẫn mong mình mãi như thế thôi. Có màu này nữa hả? Tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Chuông tay khẽ ôm từ sau, lan hơi ấm tan vào nhau. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi. Giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ Đông Tây giữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay. Giữa đại lộ Đông Tây. Là sao? Ủa, hai vợ chồng hả?
xứng quá. À chưa hết. Tặng lại đi. Trời ơi, sao vậy? Xin chào hai bạn. Xin chào anh Trần Thành. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Vũ Trụ ạ. Hiện tại đang làm việc ở Hà Nội. Và đây là người bạn đời của em ạ. Wow. Phải như nhiều. Nó lên hát là phải như nhiều. Mời em. Em là Hà Thu. Và em cũng là một ca sĩ tự do. Và em là vợ của anh Trụ ạ. Wow, đẹp đôi quá. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Thực ra thì bọn em đã có với nhau một bé 2 tháng tuổi. Và dự định trong năm nay sẽ cưới. Nhưng mà gia đình xảy ra một số chuyện nên là chắc phải sang năm ạ. Vậy là cũng giống em đấy. Em thích cái điều gì ở cô gái này? Khi em gặp Hà Thu thì em thấy là cô ấy có rất nhiều điểm mà em cần của một người phụ nữ, đó là tính trách nhiệm với cuộc sống, với gia đình. À, thế Thu, cho anh biết là trong mắt em thì đây là một người đàn ông như thế nào? Lúc nãy ngồi dưới sân khấu thì em cũng khá là tâm đắc với những lời nhận xét của ban cố vấn. Thì anh khá là quan tâm đến những người xung quanh. Như lúc nãy xuống tặng hoa cho nữ chính thì chồng của em khá là chần chừ, không phải là vì sợ vợ ở dưới ghen mà là vì là sợ anh Tuấn Trần bị ngã. À. Đấy là một cái điều em thích và em yêu ở trong này. Nhưng mà tôi thích cái cách mà bạn nữ này nhìn về một người đàn ông. Khi chúng ta chọn một người đàn ông thì chúng ta nhìn vào những cái điều nho nhỏ mà những người khác không để ý. Với một người lạ mặt lần đầu tiên gặp mà cũng lo cho là người ta có ngã hay không thì chứng tỏ anh ta là người có trái tim ấm áp và tử tế. Anh ta có thể tốt được với một người lạ thì huống hồ chi anh ta không có thể tốt được với mình sao? Và anh tin rằng là lựa chọn của em sẽ mang đến cho em một cái cuộc sống như em mong muốn. Anh cũng muốn biết thêm một chút là vì sao tụi em lại quyết định là có con với nhau trước khi kết hôn? Trước khi đến với em thì vợ em đã có một bé gái trước rồi ạ. Có nghĩa là bạn là một single mom à? Vâng ạ. Cái điều gì đã khiến em nhìn cái chuyện đó một cách bao dung và thật là tốt đẹp? Lý do để em chấp nhận được đấy là có sự đồng cảm. Vì em hiểu được mẹ là single mom nó rất là vất vả. Bởi vì bản thân em cũng là một đứa trẻ sống lớn lên như vậy. Và hơn nữa Thu là một người rất là trách nhiệm với gia đình. Thu ơi, khi em đến với một người mới, em có lo lắng về chuyện đó hay không? Khi em đã là một single mom, em không phải là chỉ chọn người đàn ông cho mình mà là phải chọn một người bố cho con mình nữa. Và khi em gặp anh Trụ thì anh Trụ có đủ những yếu tố mà em cần. Không chỉ đơn giản là quan tâm đến em mà còn quan tâm đến con em và cả gia đình em nữa. Bạn nhỏ nó có thích em không? Rất là yêu quý em ạ. Tôi thấy rằng là trong cuộc sống hiện nay chúng ta cũng nên lấy cái điều đó ra làm thước đo. Yêu nhau không phải chỉ là yêu nhau. Yêu nhau là phải yêu vũ trụ xung quanh của nhau. Thậm chí cả những cái điều hơi xấu tính của cái người đó. Thì đủ cái lòng bao dung như vậy mới có thể yêu nhau dài lâu được. Anh chúc cho hai em sẽ thật hạnh phúc bên nhau. Và hãy làm cho tình yêu của mình lúc nào cũng sẽ đẹp đẽ như thế này. Em chỉ chúc anh chị là hạnh phúc. Còn con cái thì là cả một hành trình rất là dài. Dù là con của chị hay con của anh hay con chung đi chăng nữa, mình bao dung, mình thương con thì điều đó điều quan trọng nhất ạ. Vì trẻ con có nhiều thứ mà làm mình không kiềm chế được cảm xúc. Nhưng từ cái lòng thương thì mình sẽ vượt qua được tất cả. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Một câu chuyện tình rất là truyền cảm hứng ạ. Xin cảm ơn. Get up and give hope a try. Don't let the chance pass away.
Vâng thưa quý vị, vòng 3 sẽ trở lại sau vài phút giải lao. Quý vị và các bạn đã trở lại với vòng 3 của Người Ấy Là Ai. Đây là vòng thi mà các bạn sẽ đưa ra hashtag và các khách mời sẽ đặt câu hỏi dựa trên cái từ khóa đó. Xin mời cả nhóm đứng dậy. Chúng ta bắt đầu với bạn Mr. B. Xin mời. Hashtag là tới bến. Là có con rồi nhưng đi nhậu vẫn tới bến à? Là trong mọi việc thì em sẽ luôn làm tới nơi tới chốn. Trong tình yêu cũng vậy. Nếu mà em yêu ai, em sẽ yêu hết mình, tới hết lòng. Ồ, anh hỏi là nếu mà hai người tới với nhau có con rồi là cũng nhậu tới bến hả chứ? Có nghĩa là người ta không đồng tình đấy. Cái tới bến này của bạn đó là bạn có nó từ khi nào? Từ trước đến nay, cách mà em yêu hoặc là cách em làm tất cả mọi việc đều như thế á. Bi với lại bạn Tiên mà mâu thuẫn cãi nhau đi thì em dùng cái từ tới bến này nó như thế nào? Là cãi nhau tới bến luôn à? Em đang hỏi sao? Dạ không ạ, em sẽ ngồi lại và giải quyết vấn đề đó tới bến một cách bình tĩnh. Là khuyên tới bến luôn? Không phải đâu, ngồi tới sáng hiểu không? Ví dụ bây giờ công việc cần Mr. B và ở nhà vợ cũng đang cần thì tới bến với bên nào? Với một câu hỏi khó như thế này thì em vẫn chọn tình yêu đi ạ. Bởi vì tình yêu cho ta cảm xúc để làm mọi thứ. Cảm ơn em. Mời bạn số 2. Hashtag là thừa thiếu. Wow. Thừa cảm thấy đang thiếu những gì trong cuộc sống của mình? Em thiếu một người để chia sẻ cảm xúc. Còn bạn thừa cái gì? Em thừa cảm xúc. Wow. Hay quá ha. Em có thiếu tiền không? Dạ có. Có luôn hả? Tiền là bao nhiêu cho đủ ạ? Nếu như mà bạn gái của bạn á thừa sự quan tâm dành cho bạn, vậy bạn có cảm thấy thiếu sự tự do không? Suy nghĩ sáng giờ mới được câu hay đó. Em tin là người con gái của em khi đứng giữa chữ thừa và thiếu thì đấy là người biết cân bằng. Người biết cân bằng thì mới là người cảm nhận được rõ sự hạnh phúc trong tất cả mọi thứ. Em nghĩ giữa thừa và thiếu cái nào dễ chấp nhận hơn? Em nghĩ là thiếu. Bởi vì thiếu thì sẽ mang cho người ta một cảm giác thèm muốn và khát khao. Nó sẽ dẫn đến những động lực. Có nghĩa là thiếu thì có cái để phấn đấu phải không ạ? Vâng. Cảm ơn bạn. Ok, mời chàng trai số 3. Nôn quá. Nôn kiểu được hỏi quá ha. Chưa kêu là muốn lên rồi. Ông này nôn dở lắm nè. Hashtag là kèo trên. Trời ơi, có duyên quá. Cái này nguy hiểm nha. Kèo trên hay kèo dưới? Thực ra đối với em thì trên hay dưới không quan trọng. Chỉ cần đối phương của em cảm thấy thoải mái là được. Gian gian diêu diêu mập mờ. Trên hay dưới thế nào cũng được, miễn sao thoải mái là được. Lúc cãi nhau thì bạn có là kèo trên đấy không? Em nghĩ người phụ nữ rất là thiệt thòi. Vì thường khi mà yêu nhau thì cả hai rất là trẻ. Mà trẻ thì người phụ nữ phải hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chờ chàng trai trở thành một người đàn ông. Vậy thì em hơn thua, em kèo trên với người yêu của em thì em được gì? À, cái hashtag này có nghĩa là kèo trên để được gì? Để dành cho bạn gái kèo trên. Vậy trong những trường hợp nào phổ biến mà bạn thường lựa chọn mình nằm ở kèo trên không? Trong những trường hợp mà em đã trải nghiệm rồi, em biết nó là đúng và bạn nữ ở bên cạnh em thì vẫn đang mập mờ thì em phải dùng sự quyết đoán của em để quyết định tốt cho cả hai đứa. Vậy cho Tuấn hỏi, nếu như trong mối quan hệ đó có một người thứ ba, vâng, mà người ta kèo trên bạn thì bạn sẽ làm sao? Khi mà em đã yêu ai ấy, thì sẽ không bao giờ có người thứ ba cả, nên trường hợp đấy nó sẽ không xảy ra. Trả lời cũng kèo trên quá ha. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau phần lộ diện. Chúng ta sẽ bắt đầu với bạn Mr. B trước ạ.
Như Phát nói là Phát có một cái bí mật bây giờ sẽ bật mí về cái anh Mr. B này. Khi mà mở cái cánh cửa ra, nó thấy anh này là rất là quen. Và cái thông tin mà anh này độc thân á, là Phát biết được khi mà tiếp xúc với anh được 3 lần. Độc thân là bởi vì anh gặp 3 lần là thấy anh đi một mình hả? Không. Có quen lén sao mình biết? Cái đó mình không biết được. Ừ. Bí mật cũng không giúp ích được gì cả, nhưng mà ok. Yeah. Không, nhưng mà em cố gắng em giữ lại cái người độc thân còn hơn là giữ lại người có chủ. Dạ dạ. Khoa sao ạ? Thứ quan trọng nhất mà nếu giữ được tình yêu lâu dài hay là cuộc sống hôn nhân là phải giải quyết được cái mâu thuẫn. Thì đối với ba anh thì anh thấy anh này là hợp nhất, sẽ là một người mà giải quyết được cái mâu thuẫn mỗi lúc xung đột với nhau. Em thấy bạn này rất là có tài năng, có tiềm năng, có thể kiếm tiền được. Thứ hai nữa là yêu cái người cùng nghề, nó sẽ có cái sự thông cảm với nhau nhiều hơn. Vì thực sự làm diễn viên á, quen cái người khác nghề á, nó có nhiều cái khó lắm. Có nhiều vai diễn mà em thực sự muốn đóng nhưng mà người yêu em lại không muốn chẳng hạn, vì họ không hiểu cho công việc của mình, thì đó cũng là một cái khó. Đúng. Trần thì sao? Trong ba anh em thấy cá tính anh này mạnh nhất. Đó là lý do tại sao nhiều khi ảnh sẽ có quan điểm của riêng ảnh, nhưng sẽ ở cái góc độ là à, lý lẽ em phải đủ mạnh thì có thể thuyết phục được ảnh. Nhưng về lâu về dài thì em nghĩ cái chuyện đó nó hơi không tốt lắm. Ủa sao Tuấn nó nói y như là ăn ở gì người ta rồi, sao nó biết được ta? Không có cảm nhận luôn. Về lâu về dài rồi. Cái cũng suy đoán thôi mà chắc như bắp vậy trời. Công nhận là được cái Liên Minh Phát với Tuấn Trần đưa những ý kiến hữu ích ghê á. Thế bạn thừa anh thì sao ạ? Mời Tuấn. Em trước luôn hả? Ừ, nói thử coi có cái gì đáng nghe không nè. Cái bạn này á, là bạn có một cái sự tập trung, làm một cái gì bạn sẽ cố gắng làm cho thiệt là tốt. Cho nên ở một góc độ về tình cảm đó, ảnh sẽ thay đổi về em nhiều á. Cái góc độ nào mà em nhìn ra điều đó? Tại vì em thấy được cái ánh nhìn sâu của bạn này á. Ánh nhìn sâu của anh. Xem tướng hả? Bạn này á sẽ rất muốn thay đổi nhiều hơn, cứ là bạn này không có muốn sai lầm lại lần nữa. Tuấn, Tuấn, là nhìn sâu vô mắt anh 6 giây nè. Nói cho anh biết là em còn sai lầm nào để phạm nữa không? Em nghĩ phải 6 phút anh ạ. Ừ, xuất sắc thiệt. Diễm My cho anh một cái gì đó, có một cái cơ sở lý luận khoa học nào cái coi. Thì em thấy là anh này rất là thú vị nha. Dạ. Năng lượng bạn phải ngang tầm hoặc là hơn mới trị được cái anh này. Nếu mà dưới thì sẽ bị ảnh trị kiểu kèo trên á. Hay nhờ. Có nghĩa là năng lượng em cao hơn cái chị anh này. Ủa năng lượng em dưới em sẽ bị ảnh trị. Hai đứa này càng ngày nó càng hợp nhau rồi ấy. Anh thì anh nghĩ vậy nè. Phát gắng lấy lại danh dự cho nghệ sĩ chúng ta. Xét về ngoại hình, cái này mình nói phải bài bản. Bài bản đúng không? Phần nhìn thì ba người. Nếu mà Tiên á đứng với hai anh còn lại thì nó sẽ có đẹp đôi hơn chút xíu. Trưởng tộc nói chuyện có lớp lang, thấy bắt đầu nó vô xét vấn đề rồi. Xét về cả nội tâm lẫn ngoại hình nữa. Nhưng mà Tiên thấy là có nhiều cái mối tình về vẻ bề ngoài có thể là họ không đẹp như là người ta mong ước, nhưng bên trong nó rất đẹp. Sao em lại tham gia một cái số mà nó áp lực lớn thế nhỉ? Anh cũng không hiểu tại bình sao. Bình thường em nói là chỉ đại diện cho mình em thôi. Đây giống như em nói là cho đại diện tập thể đại luôn. Đại diện cho 4-5 người. Ráng ráng đi em, lời nói của em là lời nói cứu là nghệ sĩ mình từ nãy giờ. Em mà nói mà hay cái là em đẹp trai lắm luôn á Khoa. Sửa vest lại nè. Anh biết rằng lo quá. Hôm nay tự nhiên em muốn nghe con tim của em là không chọn một người đàn ông nhẹ nhàng. Không muốn nghe theo lý trí. Dạ. À không nghe theo lý trí. Khoa, mình có đang tư duy đúng không? Đúng hướng, đúng hướng rồi. Đang vào tiếng nói của bốn người nó khó lắm. Hiểu anh, hiểu anh, hiểu. Gánh còng lưng. Hãy cho Khoa thêm một cơ hội. Anh hiểu. Hôm nay em không muốn chọn cái gu trước giờ em muốn nữa. Thì anh nghĩ rằng anh này là sẽ hợp với lại mong muốn đấy của em. Còn cái anh Bi kia thì nó Khoa, chậm hơn hồi nãy xíu. Nếu anh nhớ không lầm thì em nói là cái anh này rất là phù hợp với em. Không. Xong bây giờ em nói là không, cái không, anh này rất phù hợp với em. Lúc đấy em chưa nhìn thấy anh này. Thì em nghĩ rằng anh này ok. Nhưng mà khi nhìn anh này nhớ lại những cái khoảnh khắc thì lại bắt đầu tới với anh này. Thôi thôi thôi, lướt qua người thứ ba đi rồi lát nữa tôi tổng kết lại cho. À, vô, Duy Long. Để em nói trước, nói sau áp lực lắm. Nói sau áp lực lắm. Mời Khoa.
Anh này là một anh rất là nhẹ nhàng, cảm giác như mọi thứ sẽ rất là thoải mái nếu em chấp nhận anh ấy là người yêu của em. Thì anh nghĩ rằng em sẽ không còn những cái hình ảnh bất cần như ngày trước đâu. Tức là không có đấm vô tường, không có tung xe. Nhưng mà anh lại sợ nó lại hơi nhẹ nhàng. Đôi khi cuộc sống nó cứ nhạt nhạt. Trong ba người thì Phát rất là muốn cái bạn này về với lại Tiên. Tại vì Phát nhìn vô những cái gì mà thể hiện ở trên video và trên sân khấu này thì thấy giống như bạn này là một cái sự đối lập khác khác lại với Tiên. Nó sẽ có những cái để mình tìm hiểu với nhau. Chỉ lo một cái là bạn này bạn đã có chủ thôi. Thực ra em chỉ sợ bạn này là LGBT thôi. Chứ em thấy bạn này một mảnh ghép bù trừ cho Tiên. LGBT đoạn nào? Cũng có những cái đoạn ảnh kiểu hơi mềm yếu một chút. Và lúc mà chơi trò chơi cũng vậy nữa, thì ảnh có cái xu hướng là ảnh hút cái người đó. Vì là Tiên là một người suy nghĩ nhiều á. Còn bạn này thì kiểu vui vẻ, trong sáng thì sẽ bù trừ cho Tiên. Còn bạn này thì có cái sự đồng cảm với Tiên này. Theo góc độ cá nhân của Tuấn thì Tuấn thấy là bạn này khác với hoàn toàn bạn trai cũ của em. Ăn ở luôn, biết luôn nha. Bạn này luôn chọn một cách gọi là lắng nghe người yêu mình hơn là tranh cãi. Ngay cả cái hashtag bạn chọn cái chữ kèo trên á, thì cho thấy là không có phải là thắng thua mà là một sự khiêm tốn của bạn. Tuấn Trần cũng có ý kiến ổn định trong lần nói này. Cho nên bây giờ anh cần em về đó, em bình tâm lại một chút xíu. Bây giờ bốn người cho tôi một tấm bảng duy nhất. Cái người mà các bạn thật sự khuyên Tiên nên chọn là ai ạ? Một, hai Duy Long, hai Mr. B. Ok, cho em đổi lại cái nha, em đổi bạn này. Vì sao bây giờ em muốn đổi? Tại vì em nghĩ là bạn Duy Long sẽ rất là an toàn với em. Nhưng trong cái tình yêu á, em cần một cái trải nghiệm gì đó nhiều hơn. Thì anh nghĩ là vote bạn này. Cảm ơn anh. Vậy là ba Mr. B. Cho em không đổi nhá. Không đổi thôi, đừng nói em. Ừ. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ gặp lại các chàng trai. Họ sẽ nói tiếng lòng thật của mình. Và hầu hết là cái phần này sẽ thay đổi tư duy của các bạn từ đầu chương trình đến giờ. Xin mời. Nói để yêu thương tìm lối tìm được nhau trong bao giây phút mong đợi. Dẫu cho anh là ai hay để ta nhìn thấy nhau, người sẽ khiến trong tim dành cho anh. Mời Mr. B. Chào em. Chào anh. Nếu em và anh cùng cảm xúc, cùng tần số, thì anh có nói gì giây phút này cũng không còn quan trọng nữa. Tin anh đi, anh sẽ trả lại tất cả những dịu dàng mà thế giới này đã nợ em. So many years has gone by, but I think about you all the time. Wow. Cảm ơn bạn. Xin mời bạn Thư Anh. Wow. Let's see. Khánh Tuyên. Anh nghĩ là đến thời điểm này, cái lời cần tư vấn duy nhất và chắc chắn nhất ở đây này. Gonna stay in this moment. Để mà nói những lời chân thật thì em xin phép em được nói giọng mẹ đẻ của em. Đó là nói giọng Nghệ An. Anh biết anh không phải là một nam thân, nhưng anh biết anh cần làm gì. Anh chưa phải là một người xuất chúng, nhưng anh biết anh sẽ trở thành ai. Anh chưa phải là người sẽ mang đến hạnh phúc ngay cho em, nhưng anh sẽ là người cùng em tạo ra hạnh phúc. Cảm ơn em. Đó là một cách thể hiện đặc biệt. Duy Long. Tiên ơi. Trời ơi. Anh có một sự thật và lời nhắn nhủ muốn nói với em được không? Sự thật thứ nhất thì anh không phải giai Hà Nội. Anh là người Lạng Sơn và anh là dân tộc Nùng. Người dân tộc bọn anh thì rất là thật thà và rất là chân thành mà lại hay ngại nữa. Lời nhắn nhủ thứ nhất anh muốn nói đến em là anh muốn có cơ hội được yêu Sài Gòn nhiều hơn. Và anh muốn là em cũng có cơ hội để hiểu Lạng Sơn đẹp như nào. Em đổi. Em đổi xin lỗi. Thôi em cũng đổi luôn. Ôi.
Thấy chưa? Nói mà muốn khóc luôn á trời. Tôi đã nói với các bạn là ở cái vòng này á, nó dễ thay đổi cả cái sự nhìn nhận mình từ đầu đến giờ lắm. Chàng trai này rất là đáng yêu. Anh kiểu rất vô tư, cảm xúc luôn, lúng túng. Bạn nói bằng trái tim nhiều hơn là mới suy nghĩ những cái câu mà văn hoa. Ok, còn các bạn khán giả, các bạn chọn ai ạ? Wow. Cái lần này thực sự phải nói là rất là sát sao luôn nha. Ok, chúng ta có ba chàng trai và một bó hoa đến từ 007 Flowers. Anh muốn em gửi tặng nó cho một thôi, bởi vì chỉ có một chàng trai mới có thể tặng cho em nhiều bó hoa sau này. Ba chàng trai, nhưng chỉ có một người nằm trong suy nghĩ của nữ chính ngay lúc này. Chúng ta hãy hồi hộp chờ xem người ấy là ai. Chúng ta có ba chàng trai và một bó hoa đến từ 007 Flowers. Anh muốn em gửi tặng nó cho một thôi, bởi vì chỉ có một chàng trai mới có thể tặng cho em nhiều bó hoa sau này. Chúc em may mắn. Tin anh đi, anh sẽ trả lại tất cả những dịu dàng mà thế giới này đã nợ em. Anh chưa phải là người sẽ mang đến hạnh phúc ngay cho em, nhưng anh sẽ là người cùng em tạo ra hạnh phúc. Anh muốn có cơ hội được yêu Sài Gòn nhiều hơn, và anh muốn là em cũng có cơ hội để hiểu Lạng Sơn đẹp như nào. Rồi, đưa bông. Rồi. Nếu như ngày hôm nay em trao bó hoa này cho anh là sai, thì em chấp nhận và em muốn mình được ngu một lần trong tình yêu. Số 1 quá. Số 1 rồi. Anh Mr. B này là anh khó đoán nhất. Bạn Như Long sẽ rất là an toàn với em, nhưng trong cái tình yêu á, em cần một cái trải nghiệm gì đó nhiều hơn, thì anh nghĩ là với bạn này. Số 3. Số 3 nãy giờ em thấy nhìn bạn này nè, số 3 á. Trong 3 người thì Phát rất là muốn cái bạn này về với lại Tiên. Tại vì giống như bạn này là một cái sự đối lập lại với Tiên. Nó sẽ có những cái để mình tìm hiểu với nhau. Số 2 hả? Em thấy là anh này rất là thú vị nha. Dạ. Năng lượng bạn phải ngang tầm hoặc là hơn mới trị được cái anh này. Nếu mà dưới thì sẽ bị ảnh trị kiểu kèo trên á. Số 2 hả? À, số 2. Cảm ơn các bạn. Chúng ta hãy vào trong chuẩn bị cho phần lộ diện ạ. Xin mời em. Hay quá. Cho anh biết là điều gì đã khiến bó hoa đến vị trí số 1? Em muốn trao cho anh số 5. Là cái anh cuối cùng ở dạ. Số 3 đúng không? Em cũng thích ngay từ đầu. Nhưng mà em đi tới từng anh á, tự nhiên em cảm nhận rất rõ luôn. Và em muốn làm theo con tim thì người số 1. Và em nói rồi, nếu em có sai thì em cũng xin được một lần ngu trong tình yêu một lần. Không sao. Cuộc sống mình cứ enjoy nó đi ạ.
đến với chương trình là để được trải nghiệm, không sao cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mời các bạn ấy trở lại. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mời Thừa Tuấn Anh. Thì theo mọi người màu gì ạ? Anh này anh thú vị quá ha. Độc thân. Các bạn vẫn chơi màu xanh phải không ạ? Xin mời bạn. Nói với em ngàn lời, lòng anh như trang người soi. Về ôm từng tư mỗi tối, để chung nhịp đập tình yêu em như hơi. Mời em về trong giấc mơ của anh, điều bên em mãi cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Hỏi trong cơn gió thu về em có nghe tình anh? Chỉ mong em đến nghe lời tình yêu một lần thôi, em như hơi. Từ đêm em mãi em về trong giấc mơ của anh. Điều bên em mãi cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Và trong gió thu về em có nghe tình anh. Chỉ mong em đến nghe lời tình yêu một lần thôi, em yêu hơi. Tình yêu chúng em thật gần, vì nghe con tim phân vân. Và em sao muốn nói với em ngàn lời. Mà anh như trang người soi, về ôm tương tư mỗi tối, để được chung nhịp đập tình yêu em yêu hơn. Để em về trong giấc mơ của anh, để bên em mãi cho tình yêu sẽ không còn cách xa. Và trong cơn gió thu về em có nghe tình anh. Dù. Chào ban cố vấn, chào em. Em tên là Thừa Tuấn Anh và hiện tại em đang là một diễn viên. Em rất cảm ơn chương trình đã cho em một cái cơ hội để em nói ra những cái lời giấu ở trong tim rất là lâu rồi. Nếu như không nói vào thời điểm này thì em không biết là sẽ bao giờ em nói nữa. Em muốn nói gì? Những lời em vừa nói lúc nãy đấy. Anh biết anh không phải là một nam thân, anh chưa phải là người sẽ mang đến hạnh phúc ngay cho em, nhưng anh sẽ là người cùng em tạo ra hạnh phúc. Là với nữ chính đó phải không ạ? Không, tim em có chủ. Chương trình có thể đổi màu giúp em được không? Sao twist liên tục vậy? Em nào? Đấy là một bạn rất là tuyệt vời. Bạn ấy cho em cảm nhận thấy những thứ bạn ấy đang vun đắp. Là một người hôm nay em sẽ đến tìm gặp. Bạn ấy gặp em vào đúng cái thời điểm mà em đang gục ngã nhất. Và cho em nhiều động lực nhất để em biết được em đang sống và muốn trở thành ai. Và đôi khi em cảm thấy là em hơi vô tâm, bỏ quên hết những cái tình cảm bạn ấy. Em nói là cái sự mà bỏ quên ấy, thì em với cái bạn gái đó là đã quen nhau chưa? Hiện tại thì cả hai đang ở trong quá trình tìm hiểu. Và cái lúc mà người ta vun vén bù đắp tình cảm cho em thì em quá thờ ơ. Chính xác. Đến hôm nay khi được nói những cái lời đấy ra và nghe mọi người phân tích thì em mới hiểu ra được nhiều điều. Em rất cảm ơn chương trình và ban cố vấn. Thôi nhận ra là tốt rồi. Chỉ cần em còn thấy em sai là em sẽ có cơ hội để đúng. Tất cả chúng ta trên đường đời rong ruổi đôi khi cứ cắm đầu chạy quá nhanh. Chúng ta quên đi những gì đang xảy ra xung quanh và chúng ta đã bỏ lỡ. Cảm ơn em.
chúng ta chia sẻ với bạn nữ chính trước khi chia tay nào? Anh chúc mừng em. Chúc mừng em đã có một sự lựa chọn chính xác. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ sẽ là người thứ hai trở lại sân khấu. Anh chàng tích cực của tôi. Các bạn nghĩ Duy Long là màu xanh hay màu tím hay màu đỏ? Sao lại tím vậy? Diễm My là màu tím nha. Trai Lạng Sơn lấy vợ trễ lắm. Em nghĩ là có màu đỏ nhưng mà đang có thiên hướng là mong cầu màu xanh. Em cũng giống anh Phát. Mời bạn. Wow. Chỉ cần nghĩ về nhau, về những tháng ngày sau, là em vui ở trong lòng rất lâu. Chỉ cần biết ngày mai mình chung vai kề vai, ta hãy cứ yêu mãi và thương mãi. Có thương nhau thì mới hiểu cho nhau mà. Đến bên anh em mong được chờ che anh nhà. Và tình yêu trên đầu môi, sợ là cuộc tình không thành đôi đâu anh mong. Nói thương nhau thì đừng làm trái tim. Độc thân. Khoan kìa. Tôi sẽ không bước lên cái sân khấu này cho đến chuyện tiếp theo xảy ra. Ủa vậy là thân hả? Em là ai? Em xin chào các anh các chị, chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Duy Long, năm nay em 24 tuổi, em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Em là trai thẳng hả? Em rất thẳng ạ. Em xin lỗi. Thành, nãy My khẳng định kỹ lắm. Không, màu em tím. Không có khẳng định anh. Em nghĩ gì về bạn nữ chính của anh? Và em có buồn không khi người ta không lựa chọn em? Bạn nữ chính sở hữu gương mặt tròn như cái quạt mo, anh nào vớ được ấm no cả đời. Ôi. Dù hôm nay ở đây bạn ấy không chọn em, nhưng mà em nghĩ là ra ngoài xã hội kia em vẫn còn cơ hội. Anh không từ bỏ đâu. Đấy, nó phải như thế. Đấy. Thích mấy người vậy nè. Đẹp trai không bằng trai mặt, mà em lại vừa đẹp trai mà em trai mặt nữa thì ai chơi lại em? Vì sao gương mặt đó lại làm cho em có cảm xúc? Nó đến từ đâu? Cái tính của em nó hơi nhút nhát và cũng hơi thật thà một tí. Bạn nữ chính này lại có má lúm đồng tiền nữa chứ, nên là tạo cho em một cảm giác rất là an toàn. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới nghe có cái lúm đồng tiền tạo cho người ta có cảm giác an toàn. Em đến với chương trình với mục đích gì? Em muốn thứ nhất là xóa tan đi sự độc thân của em, thì tìm một dũng sĩ diệt cô đơn cho em. Nhưng mà hôm nay không, em không đủ may mắn rồi. Thứ hai là em có một thông điệp nhỏ này muốn gửi đến tất cả mọi người ạ. Em đã từng có một tình rất là lâu ạ.
bọn em ở bên nhau đến 4 năm. Và suốt quãng thời gian đó, bạn nữ đó đã thay đổi con người em hoàn toàn từ một chàng trai trở thành một người đàn ông. Nhưng mà điều buồn nhất mà khi em đã đủ vững vàng làm chỗ dựa cho bạn ấy thì cuộc sống này lại đẩy bọn em đi ra xa nhau. Bọn em không thể nào gặp lại nhau được nữa. Em nghĩ là do em hay do người ta? Dạ, đấy là do cuộc sống ạ. Và cái duy nhất mà khiến em không hối hận ấy, là trong quãng thời gian yêu nhau, bạn ấy đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Đấy. Và em đã dành tất cả những gì tốt đẹp cho bạn ấy. Em đến với bạn ấy đẹp và em ra đi cũng đẹp. Hôm nay chia tay có thể là sẽ có hai người buồn, nhưng mà trong tương lai chắc chắn sẽ có bốn người hạnh phúc anh ạ. Em vẫn luôn tin tưởng vào điều đó. Mình không nói ai có lỗi ở đây nha. Mình chỉ nói rằng là mọi thứ nó vận hành không đúng trục quay của cái mối quan hệ đó. Cho nên cái răng cưa nó chưa khớp. Chúng ta buộc lòng phải đi tìm một cái bánh răng khác để nó phù hợp với cái răng cưa đó, để mọi chuyện tiếp tục lại được vận hành. Em là người đàn ông tử tế, em không đổ lỗi. Và anh tin chắc rằng là cái người phụ nữ kia coi chương trình này ngày hôm nay, người ta cũng tự hào về em. Em cảm ơn anh ạ. Duy Long ơi, cho em hỏi câu được không? Cái khăn này là chương trình chuẩn bị cho anh hay là chiếc khăn này là từ cái vùng quê của anh ở? Khăn này là anh chuẩn bị cho em. Wow. Hay ghê quá. Như anh đã nói với em rồi, anh vẫn muốn có nhiều cơ hội để yêu Sài Gòn nhiều hơn. Và em cũng cần phải biết Lạng Sơn đẹp như nào em ạ. Wow. Hay cưng quá nhờ. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Anh cũng chúc em hạnh phúc. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Đáng yêu khủng khiếp nha. Anh ơi, em thấy nữ chính tiếc rồi. Tại sao phải tiếc, trong khi người ta còn một cơ hội ở đây mà. Mọi người ơi, mọi người ơi, cho tôi một cái màu cuối cùng đi nào. Một chàng trai màu xanh đã rời khỏi chương trình. Liệu quyết định tin vào con tim của nữ chính có tạo nên một cái kết trọn vẹn không? Cùng chờ xem sau ít phút quảng cáo. Người ấy là ai? Nơi đâu anh sẽ có thể tìm được tình yêu đắm say, mang đến cho ta ngọt ngào hay là bao đắng cay. Anh không biết nhưng anh vẫn mừng, cô biết nên muôn vần thơ, muốn nói ra anh đang nhớ, nhớ sắc nhớ. Ngồi ở kế bên em mà như rất xa, lòng thương nhưng mà anh sợ không nói ra. Sợ mất đi người tâm tình, mất đi người bên mình. Cho đến nay anh vẫn còn dấu ký. Khi mà mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao? Cậu thấy thế được không? Sao nào, sao nào, sao nào? Đừng nên quá yêu ai, đừng vẽ tương lai, vì sẽ chẳng có điều chi là mãi mãi. Nhưng mà mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao nào? Cậu thấy thế được không? Sao nào, sao nào, sao nào? Dù có những đam mê mình biết sẽ không thể, mà sao vẫn yêu nhiều như thế? Cậu rồi, sao nào, sao nào, sao nào, sao nào. Quá thích cậu rồi, sao nào, sao nào. Oh, 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 oh. Thích cậu rồi. Anh như chồng mới tình, họ bảo chân thành là chưa đủ. Anh đâu muốn thanh xuân của mình, chỉ để tạo ra người yêu cũ. Vẫn còn đây là những lời nhắn nhủ, không phải lời lần đầu yêu nhau. Anh vẫn đòi dấu cho mấy thằng đó gõ bảo rằng thôi tụi mình đừng yêu nhau. Thôi tao đâu cần phải dài lâu, phải làm sao, bởi vì đôi mi em đâu cần ước. Anh chỉ muốn làm mờ vết son môi, đâu phải mascara như người ta lần trước. Đôi chân anh bước trên đường vắng, nhìn người ta đang có đôi, gọi em là ly cà phê đá. Mỗi lần anh gặp chỉ muốn được nhắc ngồi ở kế bên em mà như rất xa, lòng thương nhưng mà anh sợ không nói ra. Sợ mất đi người tâm tình, mất đi người bên mình. Cho đến nay anh vẫn còn dấu ký. Khi mà mình quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao? Cậu thấy thế được không? Sao nào, sao nào, sao nào? Đừng nên quá yêu ai, đừng vẽ tương
chẳng có điều chi là may mắn. Nhưng mà mình quá thích cậu rồi, phải làm sao này? Cậu thấy thế được không? Sao nào sao nào sao nào? Dù có những đam mê mình biết sẽ không thể, mà sao vẫn yêu nhiều như thế? Khi mà mình cũng thích cậu rồi, phải làm sao này? Cậu thấy thế được không? Sao nào sao nào sao nào? Dù à. Đừng nên quá thương lai, đừng vẽ tương lai vì sẽ chẳng có điều chi là may mắn. Những đam mê mình sẽ không thể, mà sao vẫn yêu nhiều như thế? Mình thích cậu rồi. Quá thích cậu rồi. Hey, yeah. Vì mình quá thích cậu rồi. Trả lời đầu tiên thì cho phép em xin được chào anh Trấn Thành và ban cố vấn cùng với tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Hoàng Bách, nghệ danh của em là Mr. B. Hiện nay em đang là ca sĩ ạ. Và em độc thân phải không? Em khẳng định cho tôi biết là cơ. Dạ vâng ạ, xanh từ nãy giờ rồi anh. Khi mà ở trong kia thì em đã có nghe qua câu chuyện của nữ chính rồi ạ. Thì em cũng cảm thấy rất là đồng cảm. Em muốn được chia sẻ nhiều hơn. Và khi được ra đứng ở đây rồi thì cái quyết định đó nó chắc chắn hơn bao giờ hết ạ. Wow. Thế em nghĩ gì về bạn ấy? Bạn ấy là một người rất là hay cười, rất là cute và đáng yêu. Đúng cái gu của em, hiền hiền. Hiền hiền. Mà không biết là ngoài đời có hiền không thì... Em có nhớ cái vụ mà bảo dừng xe không lao về phía trước không? Ừ. Những cái lúc đấy là nóng giận thì có thể là đối với người đấy, bạn ấy như thế. Nhưng mà trong cái tình huống đó mà là em thì em nghĩ là sẽ khác. Anh cũng hy vọng như thế. Thế còn nữ chính thì em nghĩ sao về chàng trai này? Em làm nghệ thuật nhưng em rất sợ và rất ngại quen người trong showbiz. Hồi nãy khi bước lên sân khấu thì quyết định mới thay đổi. Em mong là ngày hôm nay là một cái kỷ niệm thật là đẹp của anh và em, vì được tất cả mọi người, ban cố vấn và anh Thành giúp em để em có thể chọn anh. Và mong là chúng ta có thể là chất xúc tác cho nhau trong nghệ thuật cũng như là trong cái gì đó xa hơn. Không chỉ ngày hôm nay là kỷ niệm đâu em, sẽ còn dài lắm. Dạ. Và với cái năng lượng tích cực này thì tôi cũng hy vọng là có một cái gì đó hay ho hơn sẽ xảy ra sắp tới. Chúc mừng em. Còn bây giờ thì đến lúc em tặng hoa cho người ta rồi đó. Tin anh đi, anh sẽ trả lại tất cả những dịu dàng mà thế giới này đã nợ em. Xin mời các cố vấn cùng lên chúc mừng cho hai bạn ạ. Trời ơi, đẹp đôi quá. Đôi quá. Còn dạ. Tớ lại thích hai cậu thế nhỉ. Cái gương mặt hai bạn này cũng hợp hợp đấy. Hôm nay chúng ta có một kết thúc có hậu. Hy vọng rằng đây sẽ là một câu chuyện rất là dễ thương
Và quý vị hãy tiếp tục đón xem chương trình Người Ấy Là Ai do Vion và V Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào 20 giờ vào thứ 6 tuần sau trên HTV2, V Channel, V Giải Trí và được phát trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ nhãn hàng Mirinda. Mirinda vị soda kem Việt Quốc, chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mumari, hệ thống sản phẩm mẹ và bé cao cấp thuộc Tingo Group. Hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion Việt để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai. Và tất cả chúng ta hãy cùng feel VG.vn siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Và ngoài ra quý vị và các bạn cũng có thể xem câu chuyện hậu trường của các cặp đôi của Người Ấy Là Ai ở Vion Love Ride. Xin cảm ơn đã theo dõi và chào tạm biệt. Ngày Vion và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với Vion Love Ride. Vion Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đừng rời mắt. Tuần sau, tập đặc biệt của Nala sẽ không làm bạn phải thất vọng. Với dàn cố vấn khủng từ số lượng đến chất lượng. Cho đến giờ phút này, nói thật với quý vị luôn là Trấn Thành vẫn chưa được ban tổ chức thông báo cho tôi biết nữ chính là ai. Có khi nào sẽ là một nam nào đó không? Ê, dám lắm à. Ma Thom xin tự trọng. Not me, not yes. Liệu điều gì đang chờ đón khán giả ở tập đặc biệt? Thật sự là hồi hộp. Không, may mắn được vô tập cuối rồi. Nữ chính là ai ạ? Liệu người ấy là ai? Ai ạ? Là không thể. What? Hỏi nhà phá bỏ mọi rào cản và định kiến. Oh my. Đón xem tập tiếp theo vào lúc 20 giờ thứ 6 trên kênh HTV2 V Channel, V Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt.